thì cái trạng thái nó cứ ung dung nhẹ nhàng từ tốn, mà người khác nhìn vào, như chồng em nhìn vào ấy, cảm thấy em làm rất là chậm, em cũng cảm thấy mình làm không có nhanh, nhưng mà cuối cùng là cái công việc nó vẫn đều hoàn thành tất cả các việc mà mình chuẩn bị cho bản thân mình, cho con mình, và mình đi làm hôm nào cũng kịp giờ Ông ạ. chạy Nên là em ông chồng ông thấy hết quá trình đó lo không? Ông thấy hiệu quả đâu khủng khiếp không? chồng em lúc nào cũng thấy là vợ là xong hết, nhưng mà anh ấy không tôi không thấy hết quá trình ạ. Dạ thì em thấy rất là tuyệt vời. Em cũng không hiểu được tại sao, tại vì em cảm giác khi mình làm nó rất là thong dong nhẹ nhàng từ tốn đấy thầy, nhưng mà tính ra thời gian nó lại bằng gấp hai lần cái thời nhanh gấp hai lần cái thời gian bình thường mình cần để làm ấy thầy ạ. Dạ Tốt rồi đó chị. dạ biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã cho em cơ hội chia sẻ và lắng nghe động viên em ạ. Em xin phép tắt mic ạ. Dạ. Chúng ta vào nội dung cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của tiềm thức. Tiềm thức á là ngôn ngữ của khoa học dùng để gọi tên, còn tàng thức là ngôn ngữ của nhà Phật dùng. Nên là chúng ta dùng tiềm thức hay tàng thức đều được hết trơn nếu chúng ta muốn dùng. Được không ạ? À? Rồi. Vậy chúng ta làm quen với một cái khái niệm của nội tâm liên quan tới cái này, nó được gọi là huân tập. Huân tập. Huân tập. Các anh chị có thể đọc cái từ này lên cho nó quen dần, chúng ta quen. Đây là một ngôn ngữ rất đặc biệt của nội tâm. Khi chúng ta dùng từ này thì sau này chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa rất đặc biệt. Huân tập. Huân tập là một cái khái niệm chỉ về chúng ta nghe, là chúng ta nghe một cái gì đó, thấy một cái gì đó, chúng ta nói và chúng ta biết, nó sẽ những trải nghiệm nghe thấy nói biết này, nó sẽ có sự tham gia của lớp tánh và lớp tình vào, và lúc đó nó sẽ cất giữ tất cả những nghe thấy nói biết này nè vào tiềm thức của con người chúng ta. Thì một quá trình nghe thấy nói biết thông qua lớp tánh lớp tình được cất vào tiềm thức thì chúng ta được gọi là quá trình huân tập, hay còn gọi là sự huân tập. Chậm lại ha. Khi chúng ta nghe điều gì đó, thấy điều gì đó, nói điều gì đó, viết điều gì đó mà thông qua tánh và tình, nó sẽ cất giữ những cái đó trong trong tiềm thức của con người chúng ta. Thì cả một cái quá trình nghe rồi bắt đầu chuyển vào cất trong tiềm thức, thì một quá trình như vậy được gọi là một quá trình huân tập, hay còn gọi là sự huân tập. Vậy thì những gì chúng ta nghe thấy nói biết mà qua lớp tánh lớp tình thì theo các anh chị nó đã ẩn chứa cái hạt mầm đó, nó đã tích lũy điện từ âm hay dương chưa cả nhà? Cả nhà, nếu trong quá trình nghe thấy nói biết thông qua lớp tánh lớp tình thì nó đã ẩn chứa hay tích lũy vào cái đó hạt mầm âm hay dương chưa ạ? Đã tích lũy rồi. Vậy thì khi chúng ta nghe thấy nói biết một thông điệp nào đó, nó thông qua lớp tánh lớp tình, nó cất vào trong tiềm thức của chúng ta, đó là một quá trình huân tập, hoặc là nó là một sự huân tập. Được chưa? Vậy thì tàng thức của con người, các chuyên gia, các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta
Họ lấy ví như, ví như một mảnh vườn. Các anh chị vẽ giúp Toàn một cái hình chữ nhật đại diện cho một cái mảnh vườn, là đại diện cho tiềm thức của con người. Để đơn giản quá, đơn giản hóa tiềm thức của một con người có cái gì thì chúng ta chỉ nhớ thôi, đó là chúng ta trong tiềm thức có trồng ba loại cây, hay là có những hạt cây đó là những cây nó đang coi trồng ở dạng hạt mầm, có những cây là đang cây, có những sao à, có những cây là ra trái rồi, ra quả rồi. Thì toàn bộ tiềm thức của chúng ta tưởng đâu rằng nó rất là mênh mông, nhưng bản chất nó chỉ trồng ba loại cây thôi. Trong ba loại cây, cây thứ nhất là cây tinh thức. Cây thức này là gì? Là hiểu biết của con người chúng ta. Tổng tất cả cái cây trong tiềm thức này là tổng hết tất cả những hiểu biết của chúng ta, thì được gọi là tổng nghiệp thức. Các anh chị ghi giúp Toàn, tổng nghiệp thức, thức là tổng tất cả những hiểu biết của con người chúng ta ở hằng hà sa số đời. Tổng nghiệp thức là tổng tất cả những hiểu biết của con người chúng ta ở hằng hà sa số đời. Tổng nghiệp thức là tổng tất cả các hiểu biết của con người chúng ta ở hằng hà sa số đời. Là sao ta? Hằng hà sa số đời là sao ta? Hằng hà là sa số đời. Lóng giống như ví như nó nhiều như cát của sông Hằng, là của nhiều đời nhiều kiếp nó huân tập vào, nó cất trong đó. Nó được gọi là thức, là những hiểu biết. Thì được gọi là tổng tất cả những hiểu biết của con người chúng ta cộng lại ở nhiều đời, thiệt là nhiều đời, thì người ta gọi là tổng nghiệp, tổng nghiệp thức. Được không? Vậy trong tiềm thức của con người còn một loại cây nữa, còn một cây trong tiềm thức nữa. Loại cây này được trồng trong tiềm thức của chúng ta được gọi là cây tên, tên duyên. Vậy thì duyên này chính là nhân duyên của chúng ta với con người. Vậy thì tổng tất cả nhân duyên của chúng ta với con người ở hằng hà sa số đời được gọi là tổng nghiệp, tổng nghiệp, tổng nghiệp duyên, tổng nghiệp duyên. Được gọi là tổng nghiệp duyên. Tổng nghiệp duyên là tổng tất cả nhân duyên của chúng ta với con người ở hằng hà sa số đời. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta có một loại cây nữa, một loại cây nữa đó là cây tinh quả. Cây tinh quả, cây tinh quả này được gọi là tổng tất cả kết quả cuộc sống của chúng ta ở hằng hà sa số đời được gọi là tổng nghiệp quả.
chúng ta có bao nhiêu nhà, sở hữu bao nhiêu vật chất. Có được cái gì? Từ sức khỏe, sắc đẹp với tất cả mọi cái ra sao thì được gọi là nghiệp quả của chúng ta. Thì tổng tất cả các kết quả cuộc sống của chúng ta ở hằng hà sa số đời cộng lại được gọi là tổng nghiệp quả. Vậy thì trong con người ngoài chứa khối công đức, phước đức và ác đức, thì chúng ta còn chứa tổng nghiệp, có tổng nghiệp thức, tổng nghiệp duyên và tổng nghiệp quả. Đây, chúng ta chứa tổng nghiệp. Vậy thì trong tàng thức của con người của chúng ta là chứa tổng nghiệp. Có tổng nghiệp thức là tổng cái gì cả nhà? Tổng nghiệp thức là gì? Ôn bài giúp toàn cái. Tổng nghiệp thức là gì? Tổng nghiệp thức là gì ạ? Tổng nghiệp thức là tổng tất cả các hiểu biết của chúng ta ở hàng hà sa số đời. Tổng nghiệp duyên là gì cả nhà? Tổng nghiệp duyên là gì? Là tổng tất cả những nhân duyên với con người của chúng ta ở hàng hà sa số đời. Tổng nghiệp quả là gì ạ? Là tổng tất cả các kết quả của chúng ta ở hàng hà sa số đời. Được không cả nhà? Rồi. Vậy thì tổng nghiệp này nó hình thành từ đâu? Tổng nghiệp này hình thành do quá trình huân tập. Do quá trình huân tập. Mà lúc nãy chúng ta biết huân tập là gì à? Là chúng ta nghe nè, thấy, nói, biết. Chúng ta nghe, thấy, nói, biết. Toàn dính chữ này ha. Đến này toàn ghi dưới cho các anh chị để cho anh chị gõ lại dính chữ đó. Nghe, thấy, nói, nói, biết. Thông qua lớp tánh và lớp tình của con người của chúng ta, và bắt đầu nó chứa vào tàng thức. Vậy thì tại đây cả nhà, nó có ẩn chứa các hạt mầm trong đây nè. Cái hạt mầm chứa trong tàng thức này nè, nó đã ẩn chứa cái điện từ âm hay điện từ dương chưa cả nhà? Đã ẩn chứa điện từ âm hay dương chưa? Ẩn chứa rồi. Vậy thì trong quá trình huân tập trong quá khứ á, nó đã ẩn chứa cái hạt mầm này theo chiều hướng âm hay dương rồi. Vậy thì nếu chúng trong quá trình huân tập trong quá khứ mà ẩn chứa hạt mầm theo chiều hướng hướng âm, thì theo các anh chị về nhân quả, thì chúng ta đang chứa cái hạt mầm trong tương lai sẽ cho ra quả gì ạ? Cho ra quả gì cả nhà? Quả bất như ý. À, bất như ý. Được chưa? Cả nhà nắm ý toàn nói không? Bất như ý. Được hen. Nhưng mà nếu quá trình huân tập thông qua nghe, thấy, nói, biết nè, có qua lớp tánh, lớp tình với trạng thái nội tâm theo chiều hướng dương, thì ẩn chứa trong đây, trong tương lai ẩn chứa các hạt mầm này cho ra quả gì ạ? Quả quả như ý. Được không? Vậy thì con người chúng ta tổng nghiệp
nó đã quyết định cuộc đời của chúng ta hiện tại. Hiện tại trong cuộc sống có những thuyết về, thứ nhất là thuyết về số mệnh. Theo các anh chị thì con người có số mệnh không? Sanh ra là con người có một số rồi. Theo các anh chị con người có định mệnh không? Nếu ai đó tin vào con người có số mệnh và định mệnh thì chúng ta sẽ không thay đổi được cuộc đời mình. Và con người còn có thêm một cái nữa các anh chị, đó là thuyết về nghiệp mệnh. Nghiệp mệnh, nếu ai tin số mệnh và định mệnh thì con người chúng ta từ đó mới hình thành. Và thuyết số mệnh và thuyết định mệnh được ra đời là để dẫn dắt con người, là tin rằng sanh sao ra đời như vậy, coi lá số tử vi sao là nó sẽ như vậy. Và sao à, sanh ở gia đình nào, đời sống kiếp người khổ là gia đình sẽ khổ, làm quan sẽ làm quan. Và cứ như vậy, số mệnh và định mệnh của con người định xuyên suốt trong nhiều ngàn năm. Thì khi thuyết về cái nghiệp mệnh ra đời thì con người đã bắt đầu làm chủ lại cuộc đời của chính mình. Và đã dần dần con người ta bắt đầu dần dần xóa đi cái số mệnh và định mệnh rồi. Và tin rằng là con người có nghiệp mệnh. Có nghiệp mệnh là sao? Cuộc sống của con người do tổng nghiệp quy định. Do bạn có tổng nghiệp gì mà cuộc sống của bạn sẽ theo đó hình thành. Toàn sẽ lý giải. Ví dụ như trong tổng nghiệp của chúng ta là quy định là như vậy, như vậy, như vậy. Nên các anh chị có tin rằng chính chúng ta là chọn lựa cha mẹ của mình không? Các anh chị có tin rằng chính chúng ta là người chọn lựa cha mẹ của mình không? Cả nhà. Tại vì nếu không có tổng nghiệp đó thì làm sao chúng ta sanh trong gia đình đó? Có phải không? Có phải chính chúng ta là người chọn lựa tổng nghiệp của gia đình chúng ta không? Chọn lựa vào gia đình đó, do tổng nghiệp đó mà chúng ta đã vào gia đình đó. Nếu chúng ta khác tổng nghiệp đi thì không thể nào chúng ta vào gia đình đó. Vậy thì ngay tức khắc, nếu chúng ta có nhận thức này thì chúng ta còn tư cách gì để quán trách ba mẹ nữa không cả nhà? Có tư cách gì quán trách anh em không ạ? Có, chúng ta có tư cách gì quán trách ba mẹ hay quán trách anh em của chúng ta hay quán trách ai nữa không? Bởi vì do tổng nghiệp của chúng ta quy định. Nhưng mà bởi vì do quy định là bởi vì trước đây cái sự huân tập vào với hạt mầm gì thì nó ẩn chứa trong đó. Huân tập vào như thế nào thì trong tương lai sẽ ẩn chứa cái hạt mầm như vậy. Ví dụ ngày xưa trong quá trình huân tập gì đó mà chúng ta đối với cái duyên đó chúng ta cảm thấy duyên bất như ý, có nghĩa là hạt mầm âm, thì tự nhiên vừa gặp người đó, ai đã từng gặp một người chưa từng bao giờ gặp mà cũng rất là ghét người đó không cả nhà? Có ai chưa từng gặp người đó nhưng rất là ghét người đó không? Nhưng có những người mình chưa từng gặp nhưng mà mình rất là yêu mến không? Các anh chị, có những người mình chưa từng gặp nhưng mình rất là yêu mến không ạ? Rất là yêu mến. Được chưa? Vậy thì do đâu? Do đâu? Giải thích làm sao? Giải thích khoa học ấy. Giải thích làm sao mà gặp người đó thích, gặp người kia yêu mến? Thì đối với cái điều này chúng ta giải thích rất là đơn giản. Trong quá khứ chúng ta đã từng tiếp xúc người đó, nghe thấy nói biết theo chiều hướng nào đó mà nó đã huân tập vào tàn thức của chúng ta, hạt mầm theo chiều hướng âm, nên chúng ta gặp lại chúng ta không ưa. Nếu theo chiều hướng dương thì gặp sao à? Gặp ưa. Được không? Và tri thức cũng vậy. Có những tri thức chúng ta huân tập vào tàn thức của chúng ta theo chiều hướng âm, cái tự nhiên nghe những cái đó là bực bội, khó chịu, thấy ghét.
Nhưng mà chị thương tập và theo chiều hướng dương, chúng ta nghe hạp liền. Và tổng nghiệp của chúng ta là có tổng nghiệp đó, nên khi chúng ta nghe cái gì đó nó mới khui tổng nghiệp đó ra. Chứ bản chất con người chúng ta là có tổng nghiệp, chúng ta mới nghe hiểu nó. Trong tổng nghiệp thức có thì chúng ta mới có thể nghe và thấu hiểu nó. Vậy thì các anh chị vào đây toàn không có hỗ trợ cho các anh chị có gì kiến thức mới hết, mà là toàn hỗ trợ cho tất cả các anh chị tạo một bối cảnh cho các anh chị khui cái tổng nghiệp về nhân sinh của các anh chị. Nên có một số anh chị mới vô nghe không hiểu gì hết, có nghĩa là chưa khui được, mà nghe hoài cũng không hiểu nhiều, có nghĩa là gì? Chúng ta thiếu tổng nghiệp đó, thì cần phải huân tập mới, vừa qua thời gian mới bắt đầu thấu hiểu sao. Hiểu ý này không ạ? Vậy thì việc còn nói nè, các anh chị hiểu tri thức này thì có nghĩa là gì cả nhà? Có nghĩa là gì? Toàn tạo cái bối cảnh để gọi tên và làm rõ lại những gì các anh chị đã học trước đây hàng hà sa số đời. Tự tin chưa? Tự tin chưa? Tự tin rằng là chúng ta đã biết rồi, bây giờ chỉ cần sao à? Nhắc nhớ lại, nhắc nhớ lại những gì các anh chị đã học thôi. Nên á, toàn rất là hiểu, rất là hiểu cái nhận thức này. Nên nếu không có toàn, sẽ có người khác hỗ trợ cho các anh chị có hiểu biết này. Bởi vì trong tổng nghiệp của các anh chị quy định là thời điểm này các anh chị thấu hiểu điều đó, thì sẽ có người đến để tạo cái duyên đó, để kích cái nghiệp quả của thức đó. Được không? Cả nhà hiểu ý nhau không ạ? Cả nhà hiểu ý toàn nói không? Vậy thì có ông chủ vườn cả nhà, có một ông chủ vườn. Ông này á, ông tên là Ý. Ông chủ vườn này ông tên là Ý. Ông Ý này, ông ghé cái thăm cái cây gì? Mà trong quá trình chúng ta huân tập theo chiều hướng nào thì cứ mỗi gần theo chiều hướng âm hay dương thì mỗi lần ghé thăm á, ổng sẽ tưới nước bón phân cho nó theo chiều hướng mà chúng ta đã huân tập. Ví dụ ông Ý này ghé thăm cái cây trồng, ông Ý này ổng rảnh rảnh ổng ghé thăm một cái cây. Cái cây này là cây trồng. Cây trồng là cây nào vậy các anh chị? Cây này trồng là cây gì vậy các anh chị? Ông thăm cái cây vợ. Ông thăm cái cây con. Là gì vậy ạ? Ông thăm cây chồng, cây vợ, cây con là gì vậy? Ông thăm những cái cây duyên. Được không? Ông thăm những cái cây duyên. Được không? Cây duyên này, cái cây này nè, đặt được đặt tên là cây chồng. Cái cây này được đặt tên là cây vợ. Cái cây này được đặt tên là cây con. Vậy thì trong quá khứ, nếu trong tiềm thức, cái cây duyên này được huân tập với trạng thái nội tâm theo chiều hướng âm, thì ông ghé thăm cái cây trồng, ông lại tưới nước bón phân thêm cho nó âm thêm để cho nó lớn nhanh. Và từ từ cứ ghé càng ghé thăm thì cái cây đó nó càng lớn và cho ra quả bất như ý đối với mối quan hệ duyên đối với chồng. Còn nếu đối với chồng mà huân tập theo chiều hướng dương thì ông ý ông ghé thăm cái cây này, cây ông tưới nước bón phân theo chiều hướng dương thì một ngày nào đẹp trời thì nó cho ra quả quả như ý. Tương tự cây vợ, cây con, cây tiền, cây sức khỏe, cây nhiều loại cây mà chúng ta đang có trong cuộc sống, thì ông ý này ông ghé thăm như thế nào thì ông tưới nước bón phân như vậy. Nhưng mà ông ý này ông hay là gì? Ông còn một cái trạng thái ghé thăm rất là đặc biệt, đó là ông trạng thái ghé thăm với trạng thái cân bằng. Có nghĩa là ông ghé thăm
nhưng ông cũng không có tưới nước bón phân cho cây này gì trơn á, ông ghé chơi thôi. Khi nhắc đến chồng là đồng nghĩa với ghé thăm cây chồng, khi nhắc đến vợ là đồng nghĩa với ghé thăm cây vợ, khi nhắc đến con là đồng nghĩa với ghé thăm cây con, khi nhắc đến tiền là đồng nghĩa với ghé thăm cây tiền. Nhưng mà ổng ghé thăm cái cây đó, nhưng ổng không có khởi xướng cái trạng thái âm hay dương gì hết. Ổng khởi xướng cái trạng thái rất là cân bằng, chỉ biết là ghé thăm như vậy thôi, cũng không tưới nước bón phân theo cách mà nó đã huân tập trong quá khứ. Thì ngay tức khắc cái cây này nó sẽ ngừng cho ra quả, được không? Ông chủ á, ông chủ ghé thăm với trạng thái rất là cân bằng, không có âm không dương, thì ngay tức khắc cái cây này ngừng cho ra quả. Vậy thì lúc đó cái quả nó ra là không như ý, cũng không bất như ý. Vậy thì nó đứng lại, nó ngừng lại nhân quả. Chúng ta hiểu được đặc tính này của cái ông ý để chúng ta đổi nhân quả nhân sinh của chúng ta. Hiểu ý này không? Các anh chị, chúng ta hiểu đặc tính này của ông ý để chúng ta đổi nhân quả nhân sinh. Ví dụ, ai ở đây cảm giác được rằng nếu chúng ta vướng mắc vào một mối quan hệ xã hội nào đó với một ai đó, đặc biệt là chồng hay vợ, nếu chúng ta vướng mắc như vậy là về kết quả, về nhân quả, có phải mối quan hệ xã hội đã bất như ý đối với chồng với vợ chưa cả nhà? Theo các anh chị, quả đã ra cây rồi, chúng ta làm cách nào để đổi nhân quả đó, trong khi đó quả đã ra quả bất như ý rồi mà chúng ta lại muốn hưởng quả hôn nhân gia đình hạnh phúc, thì buộc phải có sao à? Có sao? Có mối quan hệ hòa hợp với chồng. Toàn đang nói cái từ chồng với vợ chứ không phải tên Toàn hay tên Hậu hay tên Hà hay tên gì chứ, hay tên Huy gì chứ á. Tại vì lấy ông chồng nào cũng như nhau, tại vì miễn là ông là chồng là sẽ có vướng mắc. Tại vì cái duyên của mình về chồng là sanh ra sự bất như ý, chứ Toàn không có nói ông tên nào nghe. Tại vì nếu đổi được chồng mà cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì toàn bộ xã hội này phụ nữ ly dị hết rồi. Hiểu này không ta? Hiểu này không ạ? Các anh chị hiểu ý Toàn vừa chia sẻ không? Tại vì cái cây chồng là gì đó, nếu cái cây không phải chồng thì thôi, nhưng mà khi kết hôn vì chồng, kết hôn vì vợ, tự khắc cái hạt mầm mà huân tập theo chiều hướng âm trong quá khứ nó sẽ trỗi dậy, và từ đó trở đi sao à, cứ như vậy ra bất như ý. Hiểu này không? Hiểu không cả nhà? Vậy thì chúng ta biết đặc tính nè, trong quá trình huân tập qua tánh và tình theo chiều hướng âm thì cho ra cây bất như ý, nhưng theo chiều hướng dương thì cho ra cây như ý, nhưng theo chiều hướng cân bằng thì sao, thì nó ngừng ra nhân quả. Hiểu được đặc tính này không? Được không cả nhà? Gái Lê chưa hiểu thì giơ tay lên, giơ tay lên hỏi liền, đừng để không hiểu rồi từ đó trở đi mình uổng lắm. Gái Lê nó chưa hiểu nè. Rồi sao chưa hiểu kiểu sao, nói liền tức khắc để người ta hiểu liền, cái này rất quan trọng ha. Dạ em biết ơn thầy đã gọi tên em ạ. À, em chào cả lớp. À, em chưa hiểu cái đoạn là cái cây bất như ý, thầy nói là khi mà cái người chồng này gặp cái người vợ, à khi thầy đến gặp cái người chồng và cho cái ra cái cây bất như ý, em chưa hiểu cái đoạn đó. Ừ, có thể là nghe nó chưa kịp chứ không phải chưa hiểu. Có nghĩa là gì nè, khi mà mình nhắc đến chồng, mối quan hệ xã hội mình đang với chồng mà bất như ý đi, thì chứng tỏ trong quá khứ mình đã huân tập nghe thấy nói biết á, lớp tánh và lớp tình theo trạng thái nội tâm theo chiều hướng âm rồi. Nên á,
là ông ý này thì lại ghé thăm cây trồng, được chưa? Ông lại tưới nước bón phân thêm cho cái cây đó nó lớn lên theo chiều hướng mà chúng ta đã huân tập trong quá khứ. Tại vì huân tập theo chiều hướng âm thì bình thường ông ý này ông dựa vào sự huân tập của chúng ta mà ông sẽ tưới nước bón phân cho cái cây đó, nên là càng ghé thăm ổng có nghĩa là càng nhắc về chồng của mình, thì có phải nhiều người càng bực bội, càng khó chịu, càng càng ngày càng sâu nặng hơn không? Cả nhà hiểu ý này không ạ? À? Được chưa? Vậy thì có nghĩa là nhân quả nó đã định sẵn rồi, trong tổng nghiệp chúng ta vậy nên chúng ta đã có định sẵn nhân quả rồi. Nếu trạng thái âm thì quả bất như ý, trạng thái dương thì ra quả như ý. Hiểu tới đây chưa? Dạ, thưa thầy con hiểu. Hiểu hen, chị hiểu chưa? Hiểu Con chỗ đó thôi đúng không? dạ, biết ơn Còn thầy. dạ, Nguyệt Nguyễn nói kỹ hơn là ý sao? Giơ tay tiếp. Chỗ này cực kỳ quan trọng. Chuẩn bị, các anh chị vừa hiểu xong, toàn chuyển giao cho các anh chị một cái công thức, đó là đổi nhân quả của nhân sinh tức khắc, liền ngay tức khắc. Nhưng mà không hiểu cái này nó sẽ vướng mắc lắm. Rồi Nguyệt Nguyễn có giơ tay lên hỏi không? Nói chưa rõ nè, nói kỹ hơn nè. Rồi vậy thì không giơ tay thì mời Chắc Phúc nè. Chắc Dạ Phúc sao? em chào thầy, em chào cả lớp. Thầy em đang đang có một chút cái hơi thắc mắc là ở cái chỗ cân bằng ấy thầy. Tức là khi mà mình cái ông ý này, ông ý vào cái khu vườn mà ông ý theo cái trạng thái cân bằng ấy thì là ông ý sẽ không có huân tập những Có cái nghĩa là gì nè, trong quá trình huân tập cái gì trong quá khứ á, thì thông thường thì ông ý ổng sẽ ghé thăm cái cây đó đó, ổng sẽ tưới nước bón phân theo mã số đó. Ví dụ như hồi đó huân tập theo chiều hướng âm thì ổng thấy âm, ổng tưới nước âm, ổng bón phân âm. Nếu theo chiều hướng dương, ổng tưới nước dương, ổng bón phân dương, đó là lẽ thường. Nhưng mà mấy ngày trước chúng ta biết được có trạng thái nội tâm cân bằng chưa? dạ biết rồi ạ, tức là chỉ Vậy biết là thì như vậy ông thôi lại chứ ghé thăm cái cây đó, ông đứng vậy thôi, ông biết làm. cái cây đó vậy thôi, ông không tưới nước vô thêm âm hay dương gì nữa hết, thì em ngay hiểu tức khắc cái có phải là cắt nước cắt phân không? này ạ. Thì có phải cây đó nó ngừng ra quả không? Thì dụng ý là cắt nước cắt phân thì từ từ nó khô, nó héo, nó chết, nó sẽ ngừng ra quả, được chưa? Dạ vâng, em hiểu chỗ này rồi ạ, biết ơn thầy ạ. Rồi. Rồi, Kiên Trung, Kiên Trung, Trung Kiên. Dạ thưa thầy, tức là giống như kiểu là em cứ trong cái đầu em là chẳng hạn như là nghĩ là vợ em là kiểu là cái chiều hướng tiêu cực á, chẳng hạn như là nói nhiều hay là hay chê hay là gì đó, thì tức là em đang là ở trong chiều hướng âm. Đó, thì là coi như là cái mối quan hệ của em với vợ em là nó sẽ không ok, Có nghĩa là khi mà nhắc đến vợ, trạng thái là nội tâm của anh có chiều hướng âm, thì dạ có nghĩa rằng mối quan hệ về nhân quả, về mối quan hệ đó là ra quả bất như ý trong mối quan hệ. Hợp dạ lý. Tiếp. thì Thì anh muốn thay đổi nó đúng chưa? dạ đúng rồi Chút xíu có công thức. dạ Nhưng phải hiểu nè, có một cái trạng thái nữa. Tại vì những gì mà nó lưu giữ trong tàng thức nó đã định sẵn hết rồi. Tại vì những gì đã trải nghiệm trong quá khứ nó đã định trong tàng thức chúng ta rồi. Anh đã trải qua sự trải nghiệm đối với vợ mình trong quá khứ, nó đã lưu giữ hạt mầm âm dương sẵn trong đó rồi, được chưa? Dạ. Do chúng ta không có nhận thức về tổng nghiệp nên chúng ta hiểu lầm là nó cố định, nên cuối cùng chúng ta cam chịu tổng nghiệp. Tại vì tôi gặp thằng đó, tôi ghét nó, thì ngay tức khắc ghét nó có nghĩa là quá khứ đã huân tập theo chiều hướng âm chưa? Dạ. Nhưng mà chúng ta biết rằng sự huân tập của nghe thấy nói biết nó lệ thuộc vào tánh và tình. Nếu chúng ta biết cách đổi trạng thái huân tập, tại vì thời gian không có quá khứ, không có hiện tại, cũng không có tương lai, mà có đã trải nghiệm, đang trải nghiệm và chưa trải nghiệm thôi. Nếu chúng ta hiểu được bây giờ nó đang có hạt mầm là âm thì chúng ta muốn thay đổi nó thì chúng ta làm gì?
chúng ta ghé thăm nó, nhưng mà với trạng thái sao à, biết vậy thôi, để nó ngừng ra cây trái, ngừng ra quả. À, chứ không phải là em đổi sang dương luôn đúng không thầy? Đổi sang dương tùy trường hợp, có những giây phút đổi sang dương được, nhưng mà có những giây phút không làm được. Tại vì sao? Bởi vì đang âm mà chuyển ra dương nó rất khó. Giống như chúng ta leo núi, từ đồng bằng leo lên núi đơn giản hơn là từ vực thẳm leo lên núi. Dạ, hiểu. Chúng ta đưa về trạng thái cân bằng trước một cái. Ngay cả chúng ta đang leo núi này, ví dụ mình có một cái quả gì đó rất tốt mà chúng ta muốn tốt hơn, thì chúng ta phải đưa, giống như chúng ta đang ở đỉnh núi này, các anh chị muốn leo lên đỉnh núi khác cũng phải xuống trên đồng bằng, sau đó mới leo lên đỉnh núi khác được. Dạ hiểu em, nên là thành ra là em có nhiều lúc đó mình chuyển sang giống như kiểu là mình nghĩ tích cực nhưng mà qua ngày hôm sau cái không nổi đâu. Không dạ. Nổi không dạ. Nổi là không nổi, tại vì nó giả bộ lừa não mình chơi thôi. Dạ. Chứ không phải là tích cực thật sự, để đang dùng tư duy để xử lý tiềm thức, sao xử lý được. Dạ em hiểu rồi. Được chưa? Dạ biết ơn thầy. Được hen. Rồi. Rồi, Ngọc Yến Nguyễn, trả lời cho Ngọc Yến Nguyễn rồi đó nghe. Tại vì bản thân cái quả đó có như ý, ví dụ như giờ mình thấy quả như ý đó, nhưng mình muốn quả tốt hơn thì buộc mình cũng phải sao, leo lên đỉnh núi này đúng không, mình cũng phải xuống đồng bằng, sau đó mới leo lên đỉnh núi cao hơn. Đừng có ham đu dây từ đỉnh núi này bay qua đỉnh núi kia luôn, dù đang có cái quả rất tốt, nhưng muốn thay đổi nó, mình về trạng thái rất là cân bằng khi nhắc về nó, sau đó mình mới mở rộng thêm. Ví dụ mình có một căn nhà mình mua rồi, mình hào hứng, mình vui vẻ quá, cái mình dính mắc vào căn nhà đó luôn, cái từ đó trở đi 5-10 năm sau cũng có một căn nhà thôi. Nhưng sau đó mình bắt đầu mình vui rồi, mình đưa về trạng thái cân bằng, chỉ biết là mình có nhà vậy thôi, sau đó mình khởi xướng mình thêm căn nhà nữa, thì mình mua được căn nhà nữa mà không bị dính mắc với căn nhà cũ. Nhưng mà con người không biết nên đu dây từ cái đỉnh bên kia, tưởng đâu bay qua đỉnh bên nọ luôn, đang hào hứng hưng phấn có nhà, cái muốn thêm nhà nữa, thêm nhà nữa, lòng tham nó sẽ cuốn theo. Và từ 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 tự nhiên làm không được, cái đó nó trạng thái xuống âm xuống luôn. Tại dương quá nó quá âm, nhưng đưa xuống cân bằng thì sao? Nó lên được. Hiểu ý này không? Hiểu chưa Ngọc Yến? Dạ rồi. À rồi. Rồi Thu Hiền. Dạ, dạ biết ơn thầy đã gọi tên em ạ. Thầy ơi, tại vì hồi nãy có một khúc là em bị ao ra do cái đường mạng nó không có được tốt, cho nên là em có thể là em chưa có được hiểu rõ. Thì em có một thắc mắc như thế này là, như thầy giảng là ông chủ vườn ý đó, thì ổng vô ổng tưới những cái hạt mầm ở trong đó là theo cái tùy theo cái điện từ ông. Tùy theo cái việc mà hồi xưa lúc hồi đó năm đẫm năm nào mình huân tập theo chiều hướng nào thì ông tưới theo chiều hướng đó. Có nghĩa là ý của em hiểu là tất cả những cái hạt mầm trong vườn là ổng sẽ vô ổng tưới đồng loạt hết, là tùy theo cái dạ điều không gì? Con người thông thường á, nhắc đến đâu mới tưới tới đó, mình ý của mình đặt ở đâu à, thì mới tưới đến đó. À, ý của mình đặt ở đâu là mới tưới cái đó. Dạ. Có nghĩa là nhiều khi mình nhắc đến tiền, những cái mà mình tưới thường xuyên nè. Dạ. Chồng vợ con cái. Dạ. Cái hạt mầm đó nó sanh ra mà, tiền bạc, công việc, mối quan hệ người này người kia, thì nhắc đến đầu tưới đến đó, nhắc lên đầu tưới đến đó, nhắc lên đầu tưới đến đó. Giống như là đặt ý phải không thầy hả? Dạ. Dạ. Dạ không, đặt ý nó khác cái khái niệm. Có nghĩa là ông ý lại thăm vườn, nên mình nhắc đến cái gì là đại diện cho ông ý ghé thăm khu vườn đó, ghé thăm cái cây đó. Ý là mình nhắc tới, có nghĩa là mình... Ví dụ như chị nhớ đến ai đi, chị nhắc đến ai đi, chị nhắc đến ai? Dạ, nhắc đến đến bố của em ạ. À. Rồi, nhắc đến bố. Dạ. Trạng thái nội tâm của chị và mối quan hệ của chị, xã hội của chị với bố tốt không? Dạ, trước khi em học... Nói tốt không tốt, nói đại. Dạ không, tới bây giờ thì tốt ạ. À, vậy thì bây giờ thì tốt. Có phải là chị đã đổi không? Trước đó không tốt đúng không? Dạ, đúng rồi ạ. Vậy thì do lúc trước á, chị huân tập theo chiều hướng âm. Dạ. Do đâu không biết,
do đời trước hay đời này đời kia không quan tâm, Dạ. mà nó đã theo chiều hướng âm, nên mối quan hệ của chị với bố là bất như ý. Vậy thì khi mối quan hệ bất như ý diễn ra, mình phải hiểu mình đã huân tập theo chiều hướng âm. Bây giờ mình muốn đổi mối quan hệ không? Muốn thì không gà chị ăn học, đúng chưa? Dạ, từ cái tự nhiên cái đổi đúng không? Có từ tự nhiên không? Học lớp, dạ đúng, từ bữa vô học và lớp nội tâm của thầy là em đổi và đổi cái tâm. Sao đổi thầy. Sao tự nhiên được? Chị đã nhắc đến bố, chị biết là như vậy thôi, không khởi cái gì âm nữa. Cái qua thời gian tự nhiên, sau đó bắt đầu mới tự nhiên nè. Tự nhiên nó chuyển đổi sang trạng thái dương, chị tự làm lớn những hình ảnh tốt của bố lên. Dạ. Có từ từ cái đổi nhân quả liền, có đúng chưa? Dạ. Dạ em biết ơn thầy ạ. À. Hiểu ý này chưa? Dạ em hiểu rồi. Em biết. Nhưng mà mọi người không biết vô đây tại sao cuộc đời mình đổi luôn, mà chỉ có học thôi mà đổi, đâu có. Mình xử lý nhân quả rất là khủng khiếp đối với nội tâm của mình đó, chứ không phải đâu. Người bình thường ta không hiểu cái này, tại vì đây là một loại hiểu biết rất đặc biệt để mình xử lý nhân quả, bởi vì mình không bị dính vào thời gian. Một người nào dính về thời gian, những gì đã trải qua không thể thay đổi là không bao giờ làm được. Mình dính vào trải nghiệm của mình đổi trải nghiệm là đổi nhân quả. Do người ta dính vào thời gian quá khứ nên ta không đổi được. Mình nói đó là trải nghiệm của tôi, lúc đó trạng thái nội tâm theo chiều hướng âm. Bây giờ tôi bắt đầu nâng lên trạng thái nội tâm cân bằng, biết vậy thôi. Sau đó tôi sẽ làm lớn lại những gì tốt đẹp nơi con người đó, thì ngay tức khắc đổi nhân quả về mối quan hệ. Hiểu ý này không ạ? Dạ em hiểu rồi ạ. Được hen. Dạ. Em xin tính tắt nhất ạ. Dạ. Khôi Nguyên con hỏi gì đây? Dạ con hỏi là tổng nghiệp là như thế nào, con chưa có hiểu. Thật tổng nghiệp là một cái định nghĩa nói về tổng tất cả những hiểu biết của con, tổng tất cả những cái nhân duyên của con người, của con đối với con người, và tổng tất cả những cái đời sống vật chất, cuộc sống của con hết lại, gom lại hết tất cả thì gọi là tổng nghiệp. Ví dụ con có bao nhiêu hiểu biết tới giờ, con có bao nhiêu mối quan hệ con người với con người, con có bao nhiêu cái bóp, cái túi, cái dép, đôi giày, thì cộng lại hết những cái điều đó đó là tổng nghiệp của con đã cho ra quả. Nó còn ẩn bên sâu đằng sau trong con, trong con người con, tới tuổi nào từ từ nó mới trổ ra quả dần 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 ra. Sau này con lớn lên, con sẽ gặp anh chàng nào, kết hôn, đẻ bao nhiêu đứa con, rồi con học trường nào, con có bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhà, bao nhiêu xe, tất cả đều nó đã chứa sẵn trong gì à? Trong tâm trí của con hết rồi, được gọi là trong chứa trong tiềm thức hết rồi. Nếu con biết cách kích hoạt tổng nghiệp tốt lên thì đời của con sẽ tốt. Tại vì khi tổng nghiệp tốt trồi lên thì tổng nghiệp xấu nó ẩn xuống và nó không cho nữa, giống như ánh sáng xuất hiện thì bóng tối nó ẩn đi. Thì nhiệm vụ của con trong những ngày tới là học cái cách kích hoạt tổng nghiệp tốt lên thôi, là cuộc sống của con sẽ tốt. Dạ con biết ơn thầy. Vậy thì hổng gài kích được cái tổng nghiệp tốt gì chưa? Dạ con đang chưa biết. Ba đã kể cho thầy nghe, con đã đổi lại được tổng nghiệp về mối quan hệ với bạn mà con không ưa rồi, đúng chưa? Dạ. Yeah. Vậy thì con đã đổi nghiệp duyên của con rồi đó. Hay chưa? Dạ hay, con biết con thầy. Đổi rồi đó, do con đổi. Và ba đánh giá con đã có nhận thức rất đặc biệt khi bố, hả, con gọi bố hay ba? Dạ con gọi là Daddy. Daddy. Daddy của con á, là đã báo với thầy là Daddy của con thấy quan sát con được bạn bè xung quanh chọc ghẹo, nhưng mà con trạng thái nội tâm của con rất là cân bằng và an vui đối với những người đó và không sinh ra tâm quán trách. Có phải hôm trước như vậy không? Dạ phải. Cái Daddy của con nói chính con, chính người mà con ghét đó, con đã nói không có ghét, mà bạn đó đã đi binh vực con, và ngay cả người chọc ghẹo con thì con đã nói là con đã tha thứ cho bạn rồi, không dính mắc gì đâu, tha thứ rồi, đúng chưa? Dạ. Yeah. Thì con đã trực tiếp không có gieo vô hạt mầm nghiệp thức, nghiệp duyên bất như ý đó, nên là con đang xử lý dần 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 cái tổng nghiệp duyên của con lại á,
trên cuộc đời này sau này nó tiếp tục như vậy thì rất là nhiều duyên lành sẽ đến với con trong tương lai. Dạ con biết ơn thầy. Nga Hồ ạ. Rất biết ơn thầy, rất là cảm ơn thầy. Thật ra thì cũng mới biết viết cách đây khoảng hơn chục ngày trước ngày khóa K28 mở được có mấy hôm. Tuy nhiên là từ hôm đó đến giờ thì chưa một buổi nào mình vắng mặt mà thực sự học được rất là nhiều điều từ ở thầy. Và có một cái điều mình mới áp dụng và hôm nay cái bài này nó cũng có cái liên quan, cho nên mình xin hỏi thầy nhanh và ngắn gọn. Có nghĩa là ví dụ như là mình có một cái quả bất như ý, là ví dụ với cái tuổi rất là lớn rồi nhưng mà nhiều khi chồng ghen một cách vô cớ. Thì vừa rồi ấy, sau khi học được thầy lấy ánh sáng ra khỏi cái căn phòng, cái bóng tối ra khỏi cái căn phòng để cái ánh sáng nó tràn vào. Cũng như là hôm nay học về cái bài là cái anh ấy đến, thì nếu như đang ở một cái trạng thái âm, mình phải cân bằng trước khi mình chuyển nó sang dương. Và cái điều đó thì sáng hôm qua mình cũng mới thực hành. Có nghĩa là mình ngồi phân tích cho ông chồng thấy rằng là cái sự việc nó không bao giờ xảy ra như thế. Lý do là mình đã xác định mình đi tu, mình đã học những cái khóa về nội tâm, mình đã chuyên tâm. Thì có nghĩa là cái giữ giới là cái điều hiển nhiên và mình phải thực hiện. Thì sau khi mình giải thích cái đấy thì cái cảm giác cân bằng đấy nó đã được. Và không biết như thế thì có phải là đã được huân tập và đã được cân bằng chưa hả thầy? Thì bây giờ nhắc đến điều đó mà chị biết vậy thôi, chị đừng có phân tích gì nữa hết á. Đối với anh, biết là anh ghen vậy thôi, hết. Rồi sau đó bắt đầu biết vậy thôi, chứ không còn dính vô chữ ghen nữa. Biết vậy thôi. Thì qua thời gian nhắc đến thì rất là cân bằng đối với anh. Sau đó chị mới làm lớn. Sau đó qua thời gian rồi chị làm lớn những điểm tốt của anh lên. Anh quan tâm yêu thương mình nên anh mới nghĩ tới điều đó. Và anh quan sát mình như thế này thế kia, ồ, bắt đầu làm lớn lên. Thì dần 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 cái cây như ý về mối quan hệ nó sẽ trỗi lên. Thì nó sẽ triệt tiêu những cái cây kia lặn xuống. Thì đó là chị đã đổi nhân quả. Thực ra là mình bị vướng mắc, phải nói là cái khoảng thời gian cũng rất rất là nhiều, mấy chục năm nay là thường. Em không có quan tâm chị đó. Có vướng mắc bao lâu, bóng tối 1000 năm đi nữa, ánh sáng bước vào trong 1 giây là xử lý. Chị phải hiểu được đạo lý đó mới được, chứ không phải nói lâu mau gì trơn. Em không có quan tâm chị quán trách bao lâu, chỉ cần trân trọng biết ơn là xua tan sự quán trách hết. Biết ơn thầy rất là đừng có bị ảnh hưởng bởi những cái gì lâu mau nữa. Mình không có khái niệm đó, tâm thức của con người không có khái niệm đó. Ánh sáng vô là 1000 năm đi nữa thì bóng tối cũng tan biến mất hết, nếu bóng tối có tồn tại bao nhiêu năm. Dạ. Biết ơn thầy rất là nhiều, tại vì thực ra là có hôm nay là buổi thứ 10 thôi, nhưng mà sự thật là mình cũng đã áp dụng được rất là nhiều vào trong cuộc sống. Biết ơn thầy rất là nhiều, nhất là cái thoát vị đĩa đệm của mình. Thì khi mà nghe được các cái chị chia sẻ thì ngày hôm qua là buổi đầu tiên mình cũng bắt đầu học về thay gân đổi cốt, và mình thấy là ồ, thực ra nó rất là easy, và cái điều đấy đã mang đến cho mình những cái luồng tích cực rất là tốt. Và biết ơn thầy đã đưa cái ánh sáng đến cho mình. Biết ơn thầy và mọi người, xin hết ạ. Dạ. Mình hỏi nhiều quá vậy, mình phải không hiểu mới hỏi chứ. Sao không hiểu nhiều quá vậy, đơn giản quá mà sao giải thích hết trơn rồi mà còn giơ tay là sao? Chị Thược nè, giơ tay là ý gì sao? Không hiểu mới giơ tay chỗ này chứ. Đúng chưa? Dạ, em chào thầy ạ. Dạ, em có một nghi vấn ạ. Sao, nghi vấn sao? Dạ, em lấy ví dụ là cây trồng ấy ạ. Trong trường hợp mà đấy là một cây bất như ý của mình thì mình sẽ đưa về trạng thái cân bằng giả sử, nhưng mà mình không có tìm thấy được cái điểm gì mà mình có thể làm cho cái quả đấy nó mình không tìm đến điểm tốt ấy ạ. Thì có khi nào cái cây nó bị triệt tiêu không ạ? Thì nó nhắc đến trồng thì nó tan đi.
nó tan đi cái đó, Vâng, tạm thời mình cứ đưa hết về trạng thái cân bằng là được quý vị ạ. à nó sẽ tan đi dần dần rồi tới một ngày đẹp trời tự đẹp à, Vâng, tại vì biết lúc ơn đó tần số rung động nó tốt rồi mới thấy anh được thật sự tốt như thế nào. Còn thầy. khi mình đã trạng thái âm rồi, trải nghiệm nhân sinh của mình nhìn mọi cái nó tệ lắm, nên khi đưa về cân bằng, cân bằng là trạng thái nội tâm tần số rung động siêu cao rồi, Vâng. thì tự nhiên mình nhìn khác, con người khác lắm. Dạ. Còn nếu mà tâm mình đã hướng âm rồi thì mình nhìn ta tệ lắm. Dạ. Vâng, biết ơn thầy ạ. À, mình thấy mình nè, em hỏi chị nè, chị thấy chị là người ok không? Dạ có. Dạ Vậy thì không có lý do gì chị rất ok mà người chồng có vấn đề. vâng. Và nhiều người đã tới hỏi em, trời ơi con chị như thế này thế kia. Em nói với chị nè, chị rất là dễ thương, chị cực kỳ tích cực và cuộc sống chị hướng đến những gì tốt đẹp. Chị không đủ niềm tin, đó là con mình mà, lo gì? Con của mình mà, mình tốt mà con mình lo gì? Trừ khi mình quá tệ, mình mới lo con mình tệ. Dạ. Tổng nghiệp làm gì có cái chuyện một người tốt như vậy mà sanh ra đứa con như vậy, làm gì chuyện đó, tại do mình nhìn nhận như vậy nó mới ra như Dạ vậy, hiểu vâng. ý đấy không? Dạ em hiểu rồi ạ. Dạ đấy là nút thắt mà rất là lâu rồi nhưng mà chắc là hôm nay là em gỡ được rồi Trời ơi làm gì đấy. có cái chuyện đó. An, em nói với chị, tất cả những ông chồng trong cuộc đời này rất là dễ thương. Vâng. Em nói nghiêm túc á, Dạ. tại vì đàn ông rất là ngoan nhưng tại vì phụ nữ không để ý á, chỉ cần hiểu chút xíu là xong mà. Nên vài bữa coi có chương trình nào đó nói về mối quan hệ chúng ta giao lưu thêm được không? Rồi bắt đầu chúng ta xóa đi nhận thức thời gian. Thời gian là quá khứ, hiện tại và tương lai, thì chúng ta chỉ nói là gì? Ô, tôi có trải nghiệm về cái hiện sự việc đó đó, tôi trải nghiệm theo trạng thái âm nên bây giờ đã huân tập theo chiều hướng âm rồi nên quả ra bất như ý thôi. Bây giờ mình muốn đổi quả không cả nhà? Đổi trạng thái huân tập. Toàn thường hay lấy ví dụ thì nó đơn giản như thế này, toàn lấy ví dụ hoài vậy luôn mà. Toàn nói với các anh chị về việc đổi nhân quả của mối quan hệ. Đó là Toàn với anh Trung Kiên đi, sống trong ký túc xá. Tại ngày xưa Toàn từng 5 năm sống ký túc xá, mấy tình huống này nó cũng diễn ra thường xuyên trong cái môi trường ký túc xá, nhưng nó không phải như vậy cụ thể như vậy, nhưng còn lấy ví dụ cái ngày đó là anh mất tiền, anh Trung Kiên anh mất tiền, mà tiền đó là tiền để ảnh dành rất là quan trọng, để dành cho việc rất quan trọng, và mỗi thông tin, cứ thông tin đổ dồn về là Toàn lấy tiền đó, và Toàn cũng nói không có rồi nhưng mà cũng chứng minh là Toàn không có lấy tiền rồi, nhưng mà mỗi thông tin dồn về là Toàn sao à, là người đã lấy tiền. Thì nếu trạng thái huân tập như vậy thì theo các anh chị mối quan hệ của Toàn với anh Trung Kiên mối quan hệ tệ đi không, có khả năng cắt đứt mối quan hệ đó không? Tệ, và cắt đứt mối quan hệ. 20 năm sau thì anh Kiên gặp Toàn rất là niềm nở và vui vẻ, cái Toàn giật mình, Toàn không biết sao, thì anh mới kể tháng trước á gặp đứa em nữa trong ký túc xá, thì nó đã kể rõ là chính nó lấy tiền đó, mà lúc đó nó sợ quá giữa sự sống và cái chết nên không dám nói ra. Bây giờ đã nói ra như vậy, như vậy như vậy như vậy, và Toàn cũng là người tính, cũng không có để chuyện đó trong bụng, Toàn cũng không để cái chuyện đó, Toàn cũng không huân tập gì cao xa chứ. Thì theo các anh chị thì thay đổi trạng thái trải nghiệm không? Anh Trung anh thay đổi trạng thái trải nghiệm trong quá khứ liền không? Trong cái những gì mình đã trải nghiệm không? Thì lúc đó các anh chị thấy hạt mầm nó đổi liền không? Theo các anh chị mối quan hệ của Toàn với anh Trung Kiên hay sao? Đổi liền không? Và từ đó anh em đổi mối quan hệ. Được không? Vậy thì sự việc xảy ra 20 năm,
Nhưng tại sao nhân quả vẫn còn đổi được? Sự việc xảy ra 20 năm tại sao vẫn còn đổi được nhân quả? Các anh chị, tại vì nếu chúng ta nói thời gian 20 năm thì mới đổi không được nhân quả. Còn nếu nói thời gian là trạng thái rung động của chúng ta, lúc đó chúng ta rung động theo chiều hướng âm. Bây giờ muốn đổi nhân quả không? Đổi rung động theo chiều hướng dương. Thì rung động theo chiều hướng âm, rung động trạng thái thấp á, tịch thấp, trạng thái nội tâm âm, thì cho ra kết quả bất như ý. Đổi qua dương thì thành như ý, được không? Nhưng để đổi ra trạng thái như vậy mà những cái rất sâu dày trong gia đình của mình, thì các anh chị giúp đỡ Toàn chuyển qua trạng thái cân bằng. Và những ngày tới các anh chị giúp đỡ Toàn nhận cái nguồn năng lượng của sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn. Chúng ta sẽ đơn giản đưa trạng thái này. Và tổng nghiệp của con người á, nó đã quy định sẵn hết từ khi chúng ta sanh ra đến khi chúng ta mất đi. Theo các anh chị đã được tổng nghiệp quy định chưa? Cả nhà, theo các anh chị đã quy định chưa? Toàn sanh ra trong một gia đình, lúc thời điểm đó gia đình quá nghèo khổ và khó khăn, thì không muốn có con cái gì nữa. Tại vì gia đình 5 người con rồi, mà hầu như trước đó nghèo quá, muốn bán con rồi, khổ quá. Thì sau đó má lại có bầu thêm, thì trong giây phút đó cũng không hài lòng đối với ba, là bởi vì ăn nhậu đồ này kia nhiều á. Cái má mong muốn sao à? Không muốn giữ lại nên uống thuốc để phá thai. Nhưng mà cả 3 tháng cũng không hết. Lên từ vũ chuẩn bị nào cũng không được. Sau đó bắt đầu Toàn sống tới khi sanh ra. Và Toàn sanh ra là được mượn một chuồng gà để sanh. Toàn sanh ra trong chuồng gà. Sau đó lớn lên sống Cà Mau. Lúc đó sanh ở Kiên Giang. Lớn lên về Cà Mau khoảng 4 tuổi thì về Cà Mau. Học phổ thông thì ở Bạc Liêu, học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, và bây giờ đang sống và làm việc tại thành đại học đại học Cần Thơ, và hiện nay sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh, và đang ngồi ở Hạ Long nói chuyện với các anh chị. Theo các anh chị, tại sao cuộc đời Toàn vậy? Toàn có quen nhiều người phụ nữ trước khi kết hôn, nhưng bắt đầu Toàn lại được vợ Toàn hỏi cưới. Sau đó bây giờ sanh ra 5 đứa con. Thì tại sao vậy? Tại sao mà nó gan vậy vậy? Tại sao các anh chị? Tại sao mà có chuyện đó các anh chị? À, do tổng nghiệp chúng ta nó quy định vậy. Vậy thì nếu bây giờ tổng nghiệp quy định vậy rồi, chúng ta đổi được không? Chúng ta đổi được không cả nhà? Chúng ta đổi được không? Các anh chị ghi giúp Toàn. Khi con người chưa có tư duy, cuộc đời của con người do tổng nghiệp quyết định. Khi con người chưa có tư duy, cuộc đời của con người do tổng nghiệp quyết định. Khi con người có tư duy, cuộc đời của con người cũng do tổng nghiệp quyết định. Nhưng được lựa chọn tổng nghiệp như mong muốn. Được lựa chọn tổng nghiệp như mong muốn.
được lựa chọn tổng nghiệp như như mong muốn. Vậy thì nếu chúng ta xét từng cây, xét từng cây, từng cái để chúng ta chuyển đổi thì nó cực quá. Nhưng mà nếu chúng ta biết được rằng, nếu chúng ta giữ được cái trạng thái cân bằng hướng dương đối với nội tâm thì nó sẽ kích hoạt ra những tổng nghiệp tốt của chúng ta. Nên những ngày tới đây khi các anh chị học về năng lượng của trí tuệ, năng lượng của trí tuệ nha, các anh chị bắt đầu sao ạ? Có được sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, thì giống như chúng ta đang có một cái con, có một cái máy bay không người lái, thứ nước bón phân toàn bộ khu vườn đó và chỉ có bón vào những gì tốt đẹp thôi, thì nó gãi xuống, sau đó sẽ trồi lên tổng nghiệp tốt cho chúng ta. Thì những ngày tới các anh chị không cần phải học cái công thức làm sao để đổi tổng nghiệp, mà chúng ta học làm sao để có nguồn năng lượng của sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn đối với bản thân này, đối với cuộc sống, thì lúc thời điểm đó tự tổng nghiệp tốt nó sao à, nó sẽ trỗi dậy. Mà tổng nghiệp tốt trỗi dậy thì tổng nghiệp không tốt các anh chị sao à, tổng nghiệp xấu nó ẩn đi. Rồi nếu con mình được nuôi trong nguồn năng lượng an vui, bao dung, trân trọng biết ơn thì theo các anh chị con mình sẽ ra sao à, con mình sẽ ra sao các anh chị, con mình sẽ ra sao, con mình sẽ tự kích hoạt được tổng nghiệp tốt lên được không? Vậy thì bây giờ toàn hỏi các anh chị nè, nếu chúng ta tiếp xúc với một con người rất là an vui với họ, bao dung cho họ và trân trọng biết ơn những gì mà họ làm cho chúng ta, thì khả năng chúng ta sẽ có được quả như ý trong mối quan hệ xã hội đó không ạ? À? Cả nhà, khả năng chúng ta có quả như ý trong mối quan hệ xã hội đó không? Có. Nếu chúng ta an vui được với tài chính, bao dung cho tài chính, bao dung cho tiền á, con số người đối xử với tiền tệ lắm, quy chụp tất cả những gì cuộc đời tệ hại đều do tiền, là thiếu bao dung cho tiền. Rồi trân trọng biết ơn đồng tiền, thì theo các anh chị mối quan hệ của các anh chị với tiền tốt không? Cả nhà. Vậy thì thay vì chúng ta sẽ đi xử lý nhân quả từng cái, thì thôi chúng ta soạn nhất nguồn năng lượng của trí tuệ an vui, bao dung, trân trọng biết ơn, và làm sao làm giàu tâm thái, đó là luân chuyển được trạng thái an vui, bao dung, trân trọng biết ơn, để từ đó chúng ta sẽ sao à, thuận duyên kích hoạt những tổng nghiệp tốt. Vậy thì nếu chúng ta lúc vận động á, các anh chị, chúng ta vận động, chúng ta bao dung cho bản thân mình, chúng ta an vui trong vận động và trân trọng biết ơn cơ thể này, thì theo các anh chị kích hoạt được cái nghiệp quả tốt về thân không? Cả nhà, theo các anh chị kích hoạt được nghiệp quả tốt về thân không? Vậy thì những ngày tới chúng ta sẽ học cái cách, chúng ta nói không phải học cách mà làm sao nâng cao tần số rung động năng lượng của bản thân, để đưa trạng thái của bản thân về trạng thái của an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, và từ đó chúng ta sẽ kích hoạt tổng nghiệp của chúng ta. Vậy thì muốn làm được điều này, chúng ta phải hiểu an vui là gì, bao dung là gì, trân trọng biết ơn là gì, và chúng ta tích tạo thêm công đức phước đức, thì chúng ta sẽ đơn giản làm điều này. Vậy thì tại sao công đức phước đức quan trọng đối với cuộc đời của một con người? Bởi vì khi có công đức phước đức, nó sẽ kích hoạt cho chúng ta tổng nghiệp tốt. Hiểu ý này không ạ? À? Cả nhà hiểu ý nghĩa tại sao công đức phước đức chưa? Tại vì chúng ta tích lũy công đức phước đức vào, có phải tích lũy điện từ dương, điện từ quang không? Ở đây có hỏi là hạt xấu á, nó chìm xuống nhưng không mất đi, thì đơn giản mà, ánh sáng
mà tắt thì bóng tối, theo các anh chị tái lại không? Theo các anh chị, các anh chị à, Nguyệt Nguyễn có hỏi nè, thưa thầy, hạt xấu có chìm xuống nhưng không mất đi, vậy nó vẫn nằm đó và một lúc nào đó nó cũng nảy mầm thì sao? Thì phải chịu thôi chứ sao, nếu ánh sáng mà tắt thì bóng tối phải tái lại chứ sao. Vậy thì hàng ngày đừng có xài hết phước, đừng bôi đen công, mà tích lũy công với phước thì từ từ hạt nó tốt lên. Còn bây giờ làm sao mà có thể nói được, bóng tối nó đâu có mất, nó luôn luôn hiện hữu tại đó mà mình không thấy nó. Nếu ánh sáng còn, ngay tức khắc ánh sáng tắt cái bóng tối trỗi dậy liền, các anh chị tin không? Các anh chị, khi ánh sáng vừa tắt cái bóng tối trỗi dậy không? Vậy thì nếu các anh chị không tích lũy phước đức công đức thì xài hết thì ác đức nó trỗi dậy, thì bất như ý nó hiện hữu liền. Hiểu không ta? Hiểu ý này không ta? Chứ bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Nên chúng ta phải giữ được sự an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn, thì lúc đó lúc nào ánh sáng cũng có. Được chưa? Ánh sáng trong tiềm thức lúc nào cũng có, thì nó kích hoạt mầm tốt. Nếu an vui thì kích kích được nghiệp thức tốt, bao dung thì kích nghiệp duyên tốt, và trân trọng biết ơn là kích được nghiệp quả tốt cho chúng ta. Ai mà thiếu phước đức công đức thì ác đức nó sẽ trỗi dậy. Nếu các anh chị không tích tạo được công đức phước đức nhưng cuộc sống vẫn tốt, có nghĩa là chúng ta đã có công đức phước đức đời trước, đặc biệt là phước đức đời trước, nên chúng ta xài cạn nó thì ác đức nó trỗi dậy. Còn nếu chúng ta tạo lập công đức phước đức hàng ngày, chúng ta xài vừa thôi, xài trong khuôn khổ, sau đó từ từ nó bắt đầu nó đổi, thì nó sẽ ẩn dần dần hạt mầm xấu xuống và hạt mầm tốt cao lên. Nên chỉ cần tích tạo được công đức phước đức là chúng ta sẽ thay đổi cuộc đời rất là nhanh. Được không ạ? Hiểu tới đây, hiểu tới đây thôi đó. Thầy Nhật Anh chút xíu sẽ vào với các anh chị, thông qua các anh chị nghe nhạc một chút, thắc mắc gì hỏi thêm hoặc chia sẻ thêm, thầy Nhật Anh sẽ lý giải, sau đó thầy sẽ chia sẻ cho các anh chị thêm về tam giác hiện thực để các anh chị hiểu, để ngày mai vào toàn sẽ thắp sáng cho các anh chị ngọn đèn trí tuệ. Được chưa? Biết ơn cả nhà. Được ha. Tạm mời các anh chị thưởng thức âm nhạc ạ. Dạ. Nhật Anh xin chào các anh chị. Dạ. Nhật Anh xin chào các anh chị ạ. Xin giới thiệu với các anh chị thì Nhật Anh tên đầy đủ là Giang Luân Nhật Anh. Nhật Anh rất là biết ơn thầy đã cho Nhật Anh cơ hội được đồng hành cùng với tất cả các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Nhật Anh xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị ở K28 của chúng ta. Rất biết ơn các anh chị ạ. Biết ơn các anh chị đã hiện diện ở lớp học. Biết ơn người thân của chúng ta đã tạo điều kiện cho chúng ta được có một cái khoảng thời gian được đồng hành xuyên suốt và học tập chuyển hóa cùng với nhau trong thời gian qua. Tối ngày hôm nay thì Nhật Anh may mắn, rất là may mắn cho Nhật Anh khi có cơ hội được thầy cho Nhật Anh cơ hội được đồng hành cùng với lại cả nhà. Nhật Anh sẽ hỗ trợ cho cả nhà thấu suốt hơn về chủ đề mà thầy vừa mới chia sẻ với cả nhà đó, nguyên lý hoạt động của tiềm thức. Dạ. Đây là một chủ đề tuyệt quý các anh chị. Chủ đề này thì nó thật ra thì từ ngày mà Nhật Anh được nghe về nguyên lý hoạt động của tiềm thức đó, Nhật Anh rất là cảm thấy rất là may mắn khi của đời sống của mình khi mình biết được các anh chị. Cảm nhận là chỉ trong vòng có, nếu mà bây giờ mình biết tới hiểu về khái niệm thời gian rồi thì cũng không còn cái được gọi là trong khoảng một tiếng mấy vừa qua nữa các anh chị. Nhưng mà đâu đó Nhật Anh cảm nhận đó, chỉ trong vòng một khoảng thời gian khi nãy giờ các anh chị nghe, Nhật Anh cũng lắng nghe với cả nhà nãy giờ, thì cảm nhận là
Đây là một công thức có khả năng giúp cho chúng ta đổi đổi mệnh của chúng ta các anh chị. Tại vì chúng ta có thể là lựa chọn được, lựa chọn lại tổng nghiệp phù hợp như mong muốn của mình. Đó là một cái tuyệt quý mà khi con người nếu mà bị chấp vô cái được gọi là định cái số mệnh đó, số mệnh với định mệnh, thì mình rất là nặng nề. Cá nhân Nhật Anh cảm nhận chính mình cũng trước đây cũng bị vướng điều đó các anh chị. Đó là một khi mình đã bị dính vô một cái lá số lập ra, hoặc là cái nhận thức của mình đó, nó đang bị dính ở là sinh ra, thì đã là sinh ra thì cuộc đời của mình nó định như vậy luôn, thì mình lại không có cách nào để thay đổi được cuộc sống hết. Loay hoay nhiều năm nhưng lại không có thay đổi được. Thì kể từ ngày nhận thức được nguyên lý hoạt động của tiềm thức, các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta có thể là mình lựa chọn lại trạng thái của mình, trạng thái nội tâm của mình khi mình đặt ý, khi mình cái ý của mình đẩy vô một cái nghiệp thức, nghiệp duyên hay nghiệp quả của mình, thì chuyển hóa toàn bộ lại tổng nghiệp của mình các anh chị. Từ đó vận mệnh của con người sẽ thay đổi. Thì cá nhân Nhật Anh rất là tâm đắc chủ đề này, nên là một lần nữa Nhật Anh rất là biết ơn thầy và biết ơn các anh chị. Nhật Anh sẽ hỗ trợ cho các anh chị ha. Nhật Anh xin phép được đồng hành cùng các anh chị. Nếu có bất cứ cái chỗ nào các anh chị cần thấu suốt hơn liên quan đến nguyên lý hoạt động của tiềm thức, thì Nhật Anh xin phép được hỗ trợ với cả nhà. Dạ. Các anh chị có thể có câu hỏi, các anh chị có thể giúp đỡ Nhật Anh là mình giơ tay lên. Mình giơ tay lên và mình giao lưu hen các anh chị. Dạ. Hình như thấy nãy giờ hỏi nhiều quá, hỏi nhiều quá, hình như thấu suốt hết rồi. Dạ, có hai người. Nhật Anh xin mời anh Duy Linh ạ. Nãy giờ thấy các anh chị hỏi dữ lắm. Anh Linh vẫn biết được không anh? Em mở cho anh rồi. Mở rồi đó anh Linh ạ. Hình như chưa nói gì nên chưa nghe đúng không ta? Chưa nghe gì. Các anh chị có đang nghe không? Bình Nhật Anh chưa nghe. Hình như nãy nói an vui, giờ sao an vui dữ ta? Anh Linh chia sẻ không anh? Anh giơ tay nè. Em mời anh ha. Dạ. Chưa nghe được thì anh Linh nếu chưa thuận lợi chia sẻ thì Nhật Anh mời chị Vĩnh Thủy trước nha. Chia sẻ là lát nữa anh có điều gì giao lưu thì xin mời anh ha. Dạ, biết ơn anh. Xin mời chị Thủy. Dạ, Vĩnh Thủy xin chào thầy Nhật Anh. Vĩnh Thủy xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn thầy Nhật Anh đã gọi Thủy. Thì có một cái chỗ thắc mắc là, tức là mình như thầy giải thích là mình dùng cái năng lượng của trí tuệ để mình rải lên cái khu vườn tiềm thức thì sẽ giúp kích các cái tổng nghiệp tốt trỗi dậy và nghiệp xấu sẽ mất đi. Và thầy cũng có đề cập với một cái ý là công đức và phước đức thì cũng sẽ kích hoạt được các cái hạt tốt. Thì chưa hiểu là cái chỗ công đức và phước đức thì nó kích hoạt cái tổng hạt, các cái hạt tốt nó như thế nào á thầy. Tức là thầy chưa rõ cái chỗ này làm sao, cái nguyên lý mà công đức phước đức nó giúp cho cái tổng cái khu vườn tiềm thức của mình á. Phước đức á, phước đức là các anh chị coi lại định nghĩa của phước đức đó, nó là bản chất, nó là một khối điện từ dương.
nghĩa là trạng thái điện từ của nó là tích một khối điện từ dương. Vậy thì khi mình tích lũy được một cái khối điện từ dương, tích phước đức, tích tạo phước đức là tích tạo được khối điện từ dương. Vậy thì cái điện từ mà dương thì trạng thái nội tâm của mình đó, khi mình nghĩ đến nhắc tới một cái duyên đi ha, nhắc tới một người, ví dụ như nhắc tới mối quan hệ của chồng đi, nhắc tới mối quan hệ của chồng, nếu như một người mà họ cái khối ác đức của họ nhiều quá, thì cái trạng thái nội tâm của họ khi họ nghĩ đến, đa phần đó nha, có nghĩa là khi họ nghĩ đến, nếu họ tích tạo ác đức trước, thì khi họ nghĩ đến một cái nhắc tới ý đặt ở một cái duyên là chồng, thì điện từ trạng thái nó âm, thì nó trổ ra quả bất như ý. Còn nếu họ được phước đức trước thì cái điện từ của mình nó dương. Vậy thì khi mình nghĩ đến, mình ý mình đặt tới ai thôi, thì điện từ nó phủ qua đó, điện từ nó dương nhiều hơn, thì nó trổ ra một cái quả như ý. Vậy thì thay vì ông ý này, ông phải tới giống như ông chủ vườn đó các anh chị, ông tới từng một cái cây trong cái khu vườn tiềm thức này, nó có thể hàng hạ sa số cây. Vậy thì cứ giống như là làm lẻ đó, cứ ông ý ông cứ tới ngày hôm nay ông thăm cây này, qua ngày hôm sau ông thăm cây kia, qua ngày hôm sau ông thăm cây nọ, thì y chang như là mình đặt ý đến sức khỏe, sau đó mình đặt ý đến 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 tài chánh, sau đó mình đặt ý tới chồng, đặt ý tới con. Ý của mình vừa nghĩ đến người đó thôi, vừa nhắc đến người đó thì được xem như là ý ông đã đi đến cái cây đó. Vậy thì thay vì á tới cây đó, nếu mà nó âm thì phải đổi qua cân bằng rồi mới lên dương, thì nó lâu, làm từng cái vậy lâu, nên giờ tích tạo phước đức một lần, tích sẵn hết, tích phước đức một lần. Thì giống như là cái khu vườn này nè, các anh chị tưới nước bón phân, thay vì phải tưới đi lại từng cây tưới nước bón phân cho từng cây, thì bây giờ mình mới làm sao? Tích tạo công đức phước đức một lần, tích tạo điện từ cân bằng với điện từ dương, tích một lần, để cho đó sau đem lên phủ hết, cứ phủ hết, đem lên máy bay phủ một cái hết luôn nguyên khu vườn này luôn. Thì giống như là tích tạo công đức phước đức xong, thì từ nay tới giờ sau cứ đặt ý đến chỗ nào, ý của mình vừa đặt vào duyên, hay đặt vô thức, hay đặt vô quả, thì nó đều được phủ điện từ dương hết. Thì khi đó năng lượng cao nó trổ ra quả, những cái quả như ý. Chị thì nắm ý đó, các anh chị nắm được không ạ? Giống như làm sĩ, có những người á, họ tích phước đức á, thì họ tích phước đức sức khỏe, họ tích phước đức tài chánh đi, tích phước đức tài chánh, nhưng mà lại không tích, chưa tích được phước đức nhiều trong lĩnh vực sức khỏe, thì đồng nghĩa là họ có tài chánh nhưng mà sức khỏe là không tốt. Có phải hiện nay cũng nhiều trường hợp như vậy đúng không ạ? Cả nhà đúng không ạ? Có những người có tài chánh tốt nhưng mà sức khỏe thì chưa hẳn là tốt. Tại vì sao? Tại vì họ tích khối phước đức liên quan tới lĩnh vực tài chánh nhiều hơn là lĩnh vực sức khỏe. Vậy thì khi nghĩ đến tài chánh thì nó trổ ra những cái quả như ý cho họ. Nhưng mà khi nghĩ đến sức khỏe thì vừa nhắc tới sức khỏe thôi, thì trạng thái nội tâm, trạng thái của mình khi nghĩ đến sức khỏe, mình thấy mệt mỏi. Có nghĩa là nó đang âm. Vậy thì thay vì vậy tích phước đức một lần, tích hết, phước đức gì cũng tích hết, tích tạo hết. Thì vừa nghĩ đến sức khỏe thì trổ ra những quả như ý, vừa nghĩ đến tài chánh thì trạng thái của mình hướng dương, thì nó trổ ra những quả như ý. Ví dụ như nghĩ đến kế hoạch đi, nghĩ đến kế hoạch làm ăn, các anh chị có những giai đoạn vừa nghĩ đến kế hoạch làm ăn, cái mình phát hiện ra trong đầu mình thấy ý tưởng, mình có con đường, mình có phương tiện mình làm, thì mình cảm thấy rất tự tin không ạ? Có những lúc có kế hoạch á, các anh chị cảm thấy có thấy được tầm nhìn, cái mình cảm thấy tự tin, thì khi đó nó trổ ra những cái quả như ý. Vậy thì hai gì mình biết rồi đó, cái gốc rễ của những cái quả như ý thì nó đến từ là trạng thái nội tâm của mình hướng dương, khi mình nghĩ, khi mình ý của mình đặt ở cái tổng nghiệp của mình, đặt vô thức duyên hay quả. Thì thay vì làm sĩ hay là thay vì làm lẻ, cứ đi tới từng cái cây, biết bao nhiêu nghiệp duyên trong đời này, không những chồng con, rồi quan hệ của trong sự nghiệp của mình, quan hệ đồng nghiệp, quan hệ với khách hàng, từng người như vậy, thì thay vì mình làm lẻ như vậy đó, mình tích tạo phước đức một lần. Để anh chị
để đảm bảo cho điện từ của mình, thích cái khó điện từ dương á, nó nhiều cái nó tràn ra các anh chị, giống như cái ly này phước đức nhiều lên trên đây cái đầy đủ á, cái nó tràn ra. Các anh chị nóng với đó, tràn ra thì nó lan ra tất cả khí cạnh. Còn thôi con người không biết, người ta sẽ tích tạo phước đức trong một khía cạnh thôi. Nên là có tài chánh nhưng chưa chắc có hạnh phúc. Là tại vì tích phước, tích tạo phước báo về tài chánh nhưng không tích tạo phước báo về bên lĩnh vực hôn nhân gia đình. Nên là khi ý mình vô nhắc tới kinh doanh làm ăn thì nó dương trổ ra những quả như ý. Nhưng ăn quay lại gia đình thì điện từ nó âm. Nghĩ tên gia đình thì thấy nhức đầu. Nhức đầu thì điện từ âm thì cho ra quả bất như ý. Thầy vậy thì thay vì mình biết là đó, cái rễ của những cái bất như ý hay bất như ý đó, nó đến từ điện từ cái trạng thái, cái điện từ của mình là âm hay dương lệ thuộc vô trạng thái đó khi ý mình đặt tới. Vậy thì thay vì phải làm nhỏ từng cái thôi, bây giờ làm lần luôn, quy lại cái tích tạo công đức phước đức chung luôn, để cho điện tích tạo công đức thì điện từ mình cân bằng, tích tạo phước đức điện từ nó dương thì nó phủ hết luôn nguyên khu vườn này, thức nào cũng vậy hết, duyên nào cũng vậy, quả nào cũng vậy hết, thì nó đảm bảo phủ đầy hết trong này. Thì giờ cứ ý đặt ở đâu thì nó trổ ra những quả, nếu dương thì cho ra quả như ý, còn nếu ngoài điện từ cân bằng, trạng thái của mình không có dương không có âm thì quả nó cũng không như ý, không có như ý. Ý vậy đó chị Thùy. Dạ, Vĩnh Thùy cảm ơn thầy nhiều. Cho Vĩnh Thùy hỏi chút xíu để mà chỉ là để coi thử là thầy hiểu có đúng hay không á. Tức là ví dụ vậy thì bây giờ nếu như mình muốn thay đổi cái tổng nghiệp của mình thì mình cần phải làm ba cái song song. Thứ nhất là mình phải huân tập nghe thấy nói biết theo chiều hướng dương. Sau đó là mình rải cái nguồn năng lượng của trí tuệ an vui bao dung trân trọng biết ơn, và đồng thời là mình phải tích tụ công đức phước đức, có phải không thầy? Đơn giản lắm, đó là tâm thái của mình đó, trạng thái nội tâm của mình đẹp nhất là để cho nó an vui bao dung và trân trọng biết ơn, luân chuyển ba nguồn năng lượng đó, ba trạng thái đó. Cụ thể sao thì những ngày tới học tới khái niệm của an vui, nhận thức về an vui, nhận thức bao dung, nhận thức trân trọng biết ơn, thì các anh chị có được nguồn năng lượng đó thì là đảm bảo có phải là an vui là cân bằng không ta? Phần nào đó đúng không ạ? An vui là điện từ trạng thái lúc đó cân bằng, bao dung cũng lai lai, cân bằng với hướng dương nó lai qua, còn trân trọng biết ơn là nguồn năng lượng theo hướng dương. Vậy thì nếu có ba nguồn năng lượng đó thì những cái nè, quán trách đau khổ nè, bực bội, sân si, rồi những cái âm âm đó đó thì nó không có nữa trong trạng thái của mình. Vậy thì nếu như mình có nguồn năng lượng an vui bao dung trân trọng biết ơn thì nó sẽ đảm bảo cho điện từ mình dương với cân bằng, trạng thái của mình dương cân bằng khi mình khởi ý tới một cái gì đó là ưu tiên hàng đầu. Nè, an vui bao dung trân trọng biết ơn để cho luân chuyển trạng thái đó, cái sử dụng được cái nguồn năng lượng đó. Rồi, đồng thời tích tạo công đức phước đức. Tích tạo công đức phước đức thì cái người mà tích tạo được công đức, người đó đơn giản để cân bằng nội tâm. Còn người nào tích tạo phước đức thì cái trạng thái người đó đó theo cái hướng dương. Thì làm hai việc đó. Rồi, còn huân tập. Còn huân tập mình khỏi làm nó hiện tại nó cũng vô nữa. Nó sẽ luôn luôn huân tập vô những gì mình đang nghe thấy hiện tại đây, nó sẽ luôn huân tập vô, hoặc là âm hoặc dương hoặc cân bằng với ba trạng thái này, nó sẽ luôn giữ lại bằng những cái hạt mộc này bỏ vào trong cái tàng thức của mình, là tiềm thức của mình. Chị đồng ý. Nên đơn giản lắm, còn có an vui bao dung trân trọng biết ơn, rồi đồng thời tích tạo được công đức phước đức là xong. Rồi, nãy nói nữa thầy có nói chỗ mà thay đổi được cái trạng thái nhận thức nội tâm á, có nghĩa là thay đổi nhận thức đi. Rồi, trước đó là cái chỗ ký túc xá đó,
ở ký túc xá trộm tiền á, sau đó qua thời gian sau mới hiểu lại. Thì nếu mình nâng được nhận thức lên thì nó đổi trạng thái. Nên trong quá trình mình ăn học đây là thay đổi nhận thức, đổi nhận thức nó quyết định thay đổi cái trạng thái của mình khi mình khởi ý đến cái gì. Đơn giản vậy, nó còn huân tập hả? Khỏi còn đặt, khỏi còn chú ý, nó cũng tự huân tập. Nó tự huân tập vô. Nãy giờ mình đang nói chuyện với nhau là nó huân tập vô rồi đó các anh chị. Nãy các anh chị có hỏi nè, tích tạo công đức một lần á, một lần ý Nhật Anh nói á, là thay vì phải đi, ông ý ông phải đi đến từng cái cây. Ví dụ giờ các anh chị nghĩ đến chồng thì nếu may mắn thì điện từ các anh chị dương nhắc đến chồng của mình hoặc nhắc tới vợ của mình thì trạng thái của mình cảm thấy tốt đẹp. Nhưng mà nhắc tới người bạn của mình thì sao? Nhắc tới người sếp của mình, nhắc tới khách hàng va chạm trong số trong lúc làm việc, có như nhắc tới đối tác thì rất là nhiều duyên trong cuộc sống mình. Rồi quả nè, quả sức khỏe nè, quả nhà nè, quả tài sản, quả tài chánh, tất cả những cái đó rất nhiều. Thì thay vì các anh chị phải mình á, mình phải ý của mình phải đặt cho từng cái rồi mình phải xử lý từng cái từng cái từng cái, thì bây giờ có một cách nhẹ hơn, đó là mình tích tạo công đức phước đức. Hàng ngày làm 7 bố thí thì tích tạo được công đức phước đức. Những ngày tới đây các thầy cô sẽ hỗ trợ cho các anh chị thấu hiểu, có nhận thức về 7 bố thí. Thì mình làm 7 bố thí hàng ngày á, tạo lập được giá trị, tích tạo được công đức phước đức hàng ngày hàng ngày liên tục như vậy, thì nó sẽ cái trạng thái nội tâm của mình nó đơn giản để đưa về cân bằng và hướng dương. Thì ý ở chỗ một lần đó, nhưng anh xin lỗi nói chữ lần làm cho các anh chị hiểu lộn ý đó, có nghĩa là làm sĩ, làm sĩ thay vì phải đặt ý đến chồng con rồi từng người từng người, người người nào âm thì phải chuyển qua cân bằng sau đó mới hướng dương, người nào dương thì làm lớn lên thì nó dương lên nữa. Thì thay vì làm nhỏ vậy thì giờ tức tạo công đức phước đức luôn, thì nó phủ hết nguyên khu vườn của mình. Thì ý của mình đặt vô ai, mình vừa nghĩ đến ai nó cũng dương hết. Thì các anh chị nghĩ như vậy ngon hơn không? Nghĩ đến tài chánh, cảm thấy có hình ảnh tâm trí tốt gì đó, cảm cảm giác tốt đẹp gì đó, nhắc tới làm ăn kinh doanh cảm thấy có hy vọng, cảm thấy có tương lai, nhắc tới gia đình cảm thấy hạnh phúc, nhắc tới con cái cảm thấy tương đã có tương lai cho con, nhắc tới hướng đi cuộc đời của mình thì cảm thấy là mình có hướng đi, thì mọi cái nó đều theo hướng dương hết thì nó ngon. Dạ. Ý một Thì lần cảm là ơn thầy nhiều. dạ Dạ. biết ơn chị. Dạ, biết ơn thầy và biết ơn mọi người. Xin phép phép hạ thầy. Một lần ý là vậy nghe các anh chị, chắc khỏi chắc không nói một lần quá, không lần hiểu lộn quá. Một làm sĩ ha, tính tạo sĩ như là ha. Nếu mình để cân bằng thôi được không, sao cần phải hướng dương nữa, hướng dương để nó trổ quả như ý. Còn nếu mình không muốn thì thôi, cứ để nó nhắc tới nhân duyên đó, chỉ biết như vậy thôi. Hoặc nhắc tới một cái bất ổn sức khỏe, các anh chị chỉ biết như vậy thôi, thì nghiệp quả đó từ từ nó tan đi. Có nghĩa là mình biết đón nhận nó, cái trạng thái của mình cân bằng khi nghĩ tới nó, thì điện từ á, trạng thái mà cân bằng rồi thì quả đó giống như là ông ý ông không tưới nước bón phân gì cho nó nữa, thì cái cây đó từ từ nó tan đi, nó lụi từ từ đi, nó tự hoại. Trừ khi là mình cân bằng sau đó mình hướng âm, lâu lâu mình nghĩ lại đó các anh chị, có những lúc sức khỏe mình á, mình thấy rất bình thường, nhưng lâu lâu á, cái mình khởi ý lại cái tự nhiên thấy chà, hôm nay sao tự nhiên hơi mệt hơn ta, cái từ từ nó âm, cái nó hoại đi, cái nó đi theo chiều hướng âm đi. Nên là cân bằng xong thì nó đang lưng chừng như vậy, mình để nó dương lên thì ngon hơn là để cho nó âm xuống. Nếu được lựa chọn khỏe, chủ động khỏe mạnh, so với việc là để yên đó rồi lỡ như không may mắn thì nó sẽ yếu hơn, không khỏe bằng. Vậy thì các anh chị chọn hướng nào? Nếu như mình để yên đó rồi
cân bằng là đẹp lắm rồi, sau đó định hướng khỏe mạnh thì ngon hơn không? Ngon hơn. Dạ. Xin mời chị Thu Hiền. Ừ. Em mở mic cho chị nha. Thu Hiền à. Thu Hiền chào thầy Nhật Anh và cả lớp ạ. Thu Hiền biết ơn thầy Nhật Anh đã gọi tên em ạ. Em có một thắc mắc, đó là cái trạng thái nội tâm hướng dương, cân bằng và hướng dương với thầy, làm sao để mình có thể duy trì nó được liên tục ạ? Tại vì em để ý thấy trong ngày của em á, là thấy nó cứ lên xuống, lúc thì hướng dương, lúc thì âm như vậy. Mà giống như mình không có cái cách nào để cho mình duy trì cái trạng thái nó được liên tục, có thầy ha, thầy chỉ cho em cách. Có lát nữa học tới tam giác hiện thực á. Có tam giác hiện thực vô, chị giữ được nó, giữ được trạng thái an vui với lại trân trọng biết ơn với bao dung, nó luân chuyển. Tại vì khi mình cố định được cái thông tin, cái khái niệm mình giữ được nó xong, củng cố được thông tin đó, lát nữa nhà anh sẽ nói với các anh chị, củng cố được thông tin xong, lát nữa từ từ cái năng lượng nó được ổn định. Còn không thôi, con người nếu tập trung cho sự an vui không mà không có nhận thức được về an vui, có nghĩa là không có khái niệm về an vui, mà là một giây phút nào đó tự nhiên điện từ của mình cân bằng, thì trạng thái cân bằng đó không giữ được lâu. Hoặc trân trọng biết ơn, nếu nó không đến từ khái niệm của trân trọng biết ơn, nó không đến từ thông tin sâu kiểm sao, do đâu mà một người có sự trân trọng biết ơn, thì nếu như nắm giữ được thông tin sâu đó thì năng lượng mới được củng cố. Còn thôi, có những lúc mình rất cảm động, nhưng qua thời gian lâu lâu cái tự nhiên mình hết cảm động không các anh chị? Lâu lâu nhận riết quen cái từ từ cái mình hiển nhiên hồi nào mình không hay luôn. Có những lúc trước đây, có những lúc Nhật Anh bị vậy đó. Đó là có những lúc rất trân trọng biết ơn, nhưng qua thời gian chú lúc mà chưa có thấu suốt về cái nhận thức á, cái từ từ cái lúc nào mình không hề nhận ra là mình hiển nhiên à. Cái khủng khiếp nhất của trân trọng biết ơn với hiển nhiên đó là không biết là mình rơi vô cái bẫy của hiển nhiên. Thì do là tại vì nó chưa có thông tin chắc chắn thôi. Thì tí nữa, câu hỏi của chị là tí nữa học tới tam giác hiện thực là chị sẽ nắm bắt. Dạ, không phải em chờ đến kiến thức về tam giác hiện thực. Em biết ơn thầy Nhật Anh ạ. Thế cả nhà đã lắng nghe Thu Hiền. Dạ. Biết ơn. Dạ. Xin mời anh Lương, anh Đức Lương. Dạ. Dạ em biết ơn thầy Nhật Anh đã chia đừng em, biết ơn cả nhà. Thì đầu tiên á thì em cũng xin quảng bá chút xíu là em cũng được nhờ cô Lan quảng bá cả nhà. Thầy Nhật Anh chuẩn bị qua Mỹ để nhận bằng thạc sĩ hạnh phúc và em lưu tiền đây thì em cũng xin chúc mừng thầy và luôn thì em quảng bá cho cả nhà luôn để cả nhà chúng ta có thêm những thức. Đầu tiên là chúc mừng thầy Nhật Anh và tiếp theo nữa là đó cũng là một cái động lực rất là lớn để cho những cái anh chị và những thế hệ tiếp theo mình sẽ có được động lực để mình tiếp tục học tập một cách rất là vui vẻ và sẽ như thầy Nhật Anh là lấy thầy Nhật Anh là một cái điểm đến để chúng ta hướng tới. Dạ. Biết ơn anh. Dạ hôm trước thì em nghe cô Lan quảng bá trước khi thầy đi thì có 6 ngày nhưng mà em cũng chưa đủ duyên để em vô cái buổi sáng tại vì buổi sáng của em thì nó cũng hơi bị sộn nên em chưa sắp xếp được. Nhưng mà hôm nay cũng rất là duyên, rất là duyên em được gặp thầy Nhật Anh ở trên Zoom K28. Dạ. Biết ơn anh lắm lắm. Dạ. Với các thầy cô cũng đi nữa. Lần này dạ. Dạ, 18 thầy cô cũng, dạ. À, 18 thầy cô. 18 cũng thầy cô. Dạ, chúc mừng luôn 18 thầy cô quá tuyệt vời luôn á. Dạ. À thì
Thầy hồi nãy em có một cái em có câu hỏi thầy, hồi nãy thầy nói cái mình làm sĩ á, thầy thầy em hiểu như này có đúng không vậy thầy? Thay vì mình đặt ý từng từng cái thì mình làm sĩ là có nghĩa là mình thay đổi cái ví dụ như thầy mình đặt ý là từ về con hoặc là về duyên là về về con về vợ hoặc là trong công việc hay trong kinh doanh tất cả mọi cái thì mình làm sĩ ở đây có phải là mình đạt cái trạng thái nhận thức nội tâm là an vui trân trọng bao dung trân trọng biết ơn là vậy là mình đã làm sĩ chưa thầy? Cũng là một dạng sĩ, Dạ cũng là một dạng sĩ cũng thế là hả? một dạng đó. Nó có Dạ tới có nãy có chị Thùy hỏi tổng kết lại bao nhiêu cái, ba cái nãy nói, hai dạ cái chỗ nhận thức nội tâm nữa, thay đổi. dạ Ví dụ như giờ nhắc đến con, có những lúc nhắc đến chồng, nhắc đến vợ thì thấy thấy chưa chưa ok đi. Ví dụ như dạ thấy có điện từ nó chưa được ổn lắm, nhưng dạ nhắc đến con thì cảm thấy, nhắc đến con thôi là cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. dạ Vậy thì người này thì điện từ dương nhưng người kia điện từ âm. Vậy thì dạ thay đổi nhận thức nội tâm về con người, đổi trạng thái nhận thức nội tâm về con người hết thì nó cũng là một dạng sĩ. dạ hình hình như cái này em cũng có một chút hiện thực rồi thầy ạ. Đó. Dạ ví dụ như bây giờ con hoặc là vợ, kể cả trong công việc kinh doanh, trong những cái mối quan hệ xã hội của em với bên ngoài hoặc là ở trong gia đình, bắt đầu em thấy là mọi thứ nó cũng gọi là thay đổi theo cái chiều hướng rất là tích cực. Ví dụ như con em tối nay, em thì ngày hôm qua em mới là cái ngày chạy đầu tiên của em thôi. Xong cái tự nhiên mới tối nay các con em đang học, các con hỏi của ba thường thường ba chạy mấy giờ, thì em mới nói là à thì ba chạy 4:30 là ba chạy rồi. Xong kêu vậy mai ba kêu con dậy chạy cùng với ba nhé, là hai đứa con trai của em. Xong cái em nói ok rồi, cái gì để mai ba kêu dậy để chạy. Rồi kể cả với vợ, rồi kể cả tất cả các đồng nghiệp xung quanh em, nhân viên, là tất cả mọi thứ, thì trước đây thì nhiều khi á mình thấy cái những mình huân tập những cái mà mình những cái hình ảnh không tốt á thầy, về những cái mối quan hệ xung quanh á, nên thành ra là những cái nhiều khi mình còn bị vướng, mình bị vướng và mình giữ cái trạng thái điện từ cái năng lượng của mình nó bị âm rất là nhiều. Đó, nên là thành ra là cái quả bất như ý nó cũng đến gần gần như là thường xuyên. Nhưng mà từ khi em được may mắn là được cũng được được học những cái tri thức của tổ chức của thầy cũng như các thầy cô, thì em cũng đã thay đổi. Có những giống như hồi nãy thầy nói là cứ khi mà bắt đầu mà từ âm âm xong bắt đầu trở về cân bằng, là xong mình huân tập nghe thấy nói viết để mình trở về là cái để tổng nghiệp, kết hoạt tổng nghiệp xịn xò đây. Dạ em rất là biết ơn các thầy cô, biết ơn cả nhà. Dạ Thay đổi trạng thái nhận thức nội tâm nè, dạ rồi có nguồn năng lượng an vui bao dung trân trọng biết ơn dạ là hai. Rồi cái mà sĩ sĩ của sĩ như dạ nó tích tạo được công đức phước đức, dạ cái người có phước báo á, người đó nghe lời dạ đạo lý họ nhanh, họ đơn giản để thấu hiểu và có nhận thức lắm. dạ Rồi họ cũng đơn giản để có trạng thái của an vui, họ đơn giản để đưa nội tâm về cân bằng á. dạ em Khi mà các anh chị nhớ mấy buổi trước mà khởi tạo tánh không nội tâm, học phần của tánh không á, đưa đề cân bằng á, khởi tạo tánh không nội tâm, thì một số anh chị mà làm được liền, tự nhiên cái nội tâm của mình cân bằng được liền trong giây phút đó, dạ có nghĩa là các anh chị đã có một lượng công đức nhất định, khối công đức nó làm cho cái trạng thái nội tâm của mình đơn giản để cân bằng hơn. Dạ, biết ơn thầy. Dạ, biết ơn thầy chỉ điểm. Dạ. Nên là tích tạo được công đức phước đức là cái bao trùm, Dạ. có công đức phước đức con người nhanh thay đổi đời lắm. Người có công đức phước đức đó, họ nghe nghe bài học quá cái Dạ. họ tự nhiên đầu óc họ sáng, cái họ thấu hiểu được nhiều hơn, có công đức mở trí tuệ được. Rồi phước đức làm cho cuộc sống của mình nó hướng dương theo đạt được những cái quả như ý. Nên từ ngày nhà anh biết nguyên lý hoạt động của tiềm thức đó anh chị, nhà anh biết nguyên lý hoạt động tiềm thức đó, chỉ là anh chỉ làm có mấy việc đó thôi đó. Hàng ngày á mở mắt ra cái là thấy tích tạo công đức phước đức rồi, đến mức đó mà lúc đầu thì mình còn nhớ là mình phải làm công đức phước đức nha, lúc đầu là mình còn cái trong đầu của mình còn nhớ là hôm nay phải cho đi giá trị để tích tạo công đức phước cái riết qua thời gian á nó thành hơi thở của mình. Khi phải bố thí trở thành nhận thức,
thì mình cười nhưng mình không có ý niệm cười là để tích tạo phước đức, không có cái suy nghĩ nó nữa, mà tự nhiên gặp con người thấy vui vẻ, cuộc sống trở nên vui vẻ hơn, cái có cười cười thì có được cái một phần của nhan thí là loại bố thí đầu tiên, thì tích tạo được một phần phước đức, cái tự nhiên cái nó tự thông lên. Nên đó là từ ngày Nhật Anh biết tới nguyên lý hoạt động tiềm thức, Nhật Anh quý tri thức này lắm, tại vì nó đổi đời mình. Đơn giản để luân chuyển và lựa chọn lại tổng nghiệp, thay vì tới giây phút đó cái quả bất như ý nó trổ, tới giây phút đó do những gì mình huân tập trước mặt nên nó làm cho mình cứ đặt ý tới người này là mình thấy ghét à, cứ nghĩ tới người đó là thấy không ưa. Thì thay vì vậy nó mệt quá, bây giờ mình được quyền lựa chọn lại tổng nghiệp cũng người đó, nhưng mình được quyền lựa chọn lại nhận thức theo một cái chiều hướng khác, dương cân bằng với hướng dương, thì mối quan hệ đó tự nhiên sanh hóa ra tốt đẹp cũng người đó, nhưng mà đảo chiều liền, từ mối quan hệ với chị cho tới mối quan hệ với vợ, mối quan hệ với mẹ, mối quan hệ gia đình cho tới mối quan hệ trong công việc, mọi cái thay đổi theo chiều hướng dương hết. Thì từ ngày hiểu được nguyên lý hoạt động tiềm thức á, là những anh chân quý lắm. Chỉ có đi là thứ nhất tích tạo công đức phước đức, rồi thứ hai làm cho nội tâm của mình an vui bao dung trân trọng biết ơn, luân chuyển được ba nguồn năng lượng đó, thứ ba mình ăn học để mình thay đổi nhận thức nội tâm, thay đổi các nhận thức. Ví dụ khi mình hiểu về có mình lộn khi mình có được nhận thức về tổng nghiệp, có phải các anh chị đã có nhận thức về tổng nghiệp không ạ? Thì nên đâu có quán trách gì được nữa đâu. Giây phút đó là cái nghiệp quả nó vậy đó, không có người này thì cũng người khác mang tới à, và cái nghiệp quả của mình tới lúc đó nó vậy, nên mình đón nhận sau đó mình thay đổi thì ngon hơn là mình quán trách cái nghiệp quả và quán trách luôn cái con người mang lại. Dạ em biết là thầy, em xin nhường biết lại cho cả nhà. Dạ biết thân thầy, biết ơn cả nhà đã chứa được em ạ. Biết ơn anh. Nên đơn giản vậy thôi đó các anh chị. Xin mời chị Hoàng An. Dạ Hoàng An xin chào, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã cho phép em được chia sẻ ngày hôm nay. Em cũng xin được chúc mừng nhà Quýt là có được 18 thạc sĩ hạnh phúc. Xin trân trọng biết ơn các thạc sĩ. Hy vọng rằng mai mốt đây sẽ có rất nhiều người được hạnh phúc. Em lên đây là để chia sẻ cái hiện thực của em về những cái hạt mầm như ý, bất như ý và những cái mà trong cuộc sống của em. Khi em được tham gia nhiều khóa học, xong rồi là cái hôn nhân của em có rất nhiều cái bất như ý trước đó. Sau khi em được học thì em đã biết cân bằng lại cái trạng thái rung động nội tâm của mình, xong rồi là em biết trân trọng biết ơn cái người chồng của em vì cái sự bao dung của anh ấy đã bao dung cho em khá là lâu bởi vì trong suốt thời gian đó em nhận ra rằng là mình cũng đã sân si rất là nhiều, nhưng mà anh ấy vẫn đồng hành cùng với em, cho em được cơ hội để nhìn nhận lại chính bản thân mình. Cho tới hôm nay thì em rất trân trọng biết ơn ảnh. Cho nên là tới thời điểm hôm nay là em nhìn giống như hồi trước ấy, khi mà nói ra một câu nói thôi, em nhìn anh ấy thôi là em cảm thấy giống như là máu nó dồn lên não vậy đó. Nó cảm thấy bực bội trong người. Rồi sau thời gian đưa trạng thái về cân bằng nội tâm, xong rồi là trân trọng biết ơn,
nghĩ tới những cái tốt của anh ấy. Bây giờ thì mọi chuyện nó đã trở nên như ý, không còn bất như ý nữa. Và em trân trọng biết ơn những kiến thức mà em đã được học trong ngôi nhà quýt. Và em đã biết quay về nhìn nhận là mình đã chưa thật sự yêu bản thân mình. Cho nên đó là khi mình không yêu bản thân mình á, thì mình đã mong cầu người khác yêu mình. Cho nên em đã quay trở lại, em tập yêu bản thân mình. Dạ, thầy em chẳng gặp biết hơn thầy. Giờ yêu thương mình hơn hả? Dạ. Em quay lại, em đi học. Xong rồi là em học thay gân đổi cốt để cho mình có sức khỏe. Nói chung là em học rất là nhiều để mà mình dạ em trân trọng biết ơn thầy, trân trọng biết ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ. Chị cứ nói tiếp đi. Ngay giai đoạn này là giai đoạn chuyển hóa nội tâm. Dạ. Cứ để nó đi ra tuôn ra. Dạ. Tại vì khi em học á, em cũng biết đưa ánh sáng vô, em biết vận dụng cái ánh sáng vô để em thương yêu chăm sóc con em, rồi chăm sóc mẹ em và chăm sóc những người thương xung quanh em. Con gái em năm nay 4 tuổi, nhưng mà em thấy cái tổng nghiệp của con em rất là xịn sò luôn. Em hay nói với con em là con là thần tài trí thức của mẹ, con là thần tài trí thức của cả nhà. Tại vì khi em sinh bé ra là lúc đó em bắt đầu tìm tòi học hành để em phát triển bản thân em, để em có thể đồng hành cùng với con em. Thì khi con em được 2 tuổi á, thì em mới khi nó chưa chưa có tiếp xúc gì với chữ đồ vậy nhiều, nhưng mà em cầm trái táo em hỏi con có biết này là gì không, cái con em mới nói apple. Cái con em mới nói ồ sao con biết hay vậy, mẹ chưa khi nào dạy con hết trơn sao con biết hay vậy. Cái từ đó cái em biết ồ con mình biết chữ đồ vậy. Xong rồi á, là những cái đồ chơi mà em mua về cho con em á, là toàn là chữ với số với màu sắc. Rồi á, em cho con em, hồi đó em chưa học nhưng mà không biết tại sao em lại biết cho con em huân tập những cái đó. Rồi cái con em biết chữ biết số rất là nhanh luôn. Rồi khi 3 tuổi đi học á, là hầu như là con em biết hết tất cả những thứ mà trong trường đã dạy. Thì cô giáo mới 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 nói chuyện với em, mới hỏi em là chị dạy làm sao mà con bé nó giỏi dữ vậy, nó có thể biết hết tất cả những thứ mà em chưa từng dạy. Dạ em cũng không biết, em chỉ giống như hồi nhỏ em thấy con em nó có khả năng cái gì em cho học cái đó, với lại em hay cho nó chơi đồ chơi chữ số rồi vậy thôi. Rồi những cái gì mà em muốn dạy con em á, em thường dạy vào ban đêm trước khi đi ngủ á, là em nằm em nói chuyện với con, là những cái đó là con thực hành được liền luôn, sáng mai lại là con thực hiện luôn vậy đó. Khi mà con được 3 tuổi rưỡi là em bắt đầu học quýt, em bắt đầu học quýt thì em mới cho con em nghe nhạc quýt.
Em học xong cho nghe nhạc quýt rồi á, là hiện tại bây giờ em đang sống ở bên Mỹ thì em chưa hề dạy con em về tiếng Việt, nói chung không hề dạy về tiếng Việt tại vì em sợ con em bị loạn ngôn ngữ á. Vì rất là nhiều trẻ em khi mà dạy một lần hai ngôn ngữ á, là cháu dễ bị loạn ngôn ngữ, cho nên nó là em chỉ cho học về tiếng Anh rồi vậy thôi. Nhưng mà sau khi á, cháu nghe nhạc quýt, khi mà cháu thích một cái bài nhạc nào đó thì em mới nói là khi con thích cái bài đó mà con phải biết được cái tên của bài hát đó, xong rồi con nói lần sau con nói với mẹ là con muốn nghe bài đó thì mẹ mới biết để mẹ mở cho con. Thì lúc đó là con bắt đầu biết hết những tên bài hát luôn. Khi mỗi tối đi ngủ là con nói mẹ cho con nghe nhạc, là hỏi con thích nghe bài gì, là con sẽ nói là nghe quýt ca hay là nghe phẩm chất ưu tú hay là nghe nói chung là những cái bài mà con thích nghe, con cứ luân chuyển vậy đó. Là một đêm em cho bé mới nghe ba bài là bé sẽ ngủ. Là tối nào em cũng cho cháu nghe, xong rồi cháu khi mà em học vậy nè mà quýt mà mở nhạc lên á, mà mới dạo nhạc thôi là cháu biết được là tên bài hát đó là bài gì rồi. Mà cái vi diệu ở đây là thầy biết giống như là cháu chưa từng học tiếng Việt nhưng mà khi cầm một tờ giấy có thông điệp của tiếng Việt á, cháu đọc được hết, cháu đọc được tiếng Việt hết trơn luôn. Mà em nói ủa sao con hay vậy, mẹ chưa từng dạy con luôn mà sao con đọc được hay vậy. Giờ hạnh phúc quá ha. Dạ. Em nghe chị chia sẻ hôm trước mấy ngày trước đó, Dạ. mấy ngày trước có thấy chị chia sẻ Dạ, em cảm ơn thầy chứ đừng. này, thấy cảm nhận được nguồn năng lượng của trân trọng mình đó. Rồi, quay Dạ. trở lại trân trọng biết ơn chính mình, đặc biệt Dạ. là bao dung cho mình, Dạ. bao dung cho mình cũng đừng khắt khe với mình quá. những Dạ. mà những gì mà đã trải qua là nên, là những việc nó nên xảy ra. Dạ. Còn những Dạ, mà em đã gặp học. đó, những người đã gặp là những người nên gặp, Dạ. thì Em mình học tới đây em cũng biết rằng những cái đã xảy ra là quả đã trổ rồi. Cho nên là không có nhìn nhận lại nhân nữa mà giờ là mình phải tạo nhân mới. Em biết được như vậy. giờ kiến tạo được nhân mới thôi, kiến tạo nhân tốt Dạ. và mình Với lại lại tốt. dạ, với lại em muốn chia sẻ một cái là thầy nói là mình có nhận thức là mình sẽ có hiện thực á. Là giống như khi mà em chỉ cho con em làm toán thì trong cái giai đoạn này con học lớp 4 tuổi thì con chỉ làm toán trong phạm vi cộng trừ 10 thôi. Nhưng mà khi mà em nói là con sẽ biết cộng trừ lớn hơn thì là em chỉ một lần một thôi là con đã biết cộng trừ trong phạm vi 50 trở lại. Nói chung là rất là nhanh luôn, nó nhanh một cách mà không thể tưởng tượng được là mình chỉ qua một cái là con đã biết rồi. Dạ, cho nên nó là mình nhận thức rằng con biết là con sẽ biết. Con biết là con Dạ. có hiện thực gì, nhanh Dạ. lắm. Dạ. Nên giờ chị kiến tạo lại, giờ có nguồn năng lượng của hạnh phúc rồi đó, kiến tạo lại cuộc Dạ. sống, phát triển, gọi là ra chỗ quả, chỗ gieo những cái nhân mới tốt cho cả bản thân, Dạ. gia đình của mình, cho xã hội nữa, rồi cho Dạ. các thế hệ sau của mình, thì Dạ. lớn những điều đó lên, có cách làm. Dạ. Dạ. Dạ, em biết ơn thầy. Biết ơn cả nhà đã lắng nghe em. Đây là những giọt Dạ. nước mắt của hạnh phúc ha. Dạ. Em biết ơn nhà quyết lắm lắm luôn. Chúc mừng chị. À, em đặt ý là lần này em sẽ vô học mentor 6 á thầy. Dạ.
Nói chung mọi thứ em đã sắp xếp hết rồi. Bây giờ em cũng đang đi làm, nhưng mà tới khi mà đăng ký học mà phỏng vấn xong xuôi rồi là em sẽ xin nghỉ để tập trung toàn bộ với cái việc học của mình. Dạ. Yeah. Làm vừa học cũng được. Dạ, yeah, em sẽ làm buổi sáng. Dạ. Yeah. Em làm buổi sáng rồi buổi chiều em về để học. Chứ không có làm 4 giờ sáng là ở Mỹ là 4 giờ chiều. Dạ. Yeah. 4 giờ chiều nhưng mà phải về sớm hơn tại vì cái đường xe chạy á. Để về sớm hơn á nhiều khi kẹt xe rồi vậy nữa. Đây, chúc mừng chị. Dạ. Yeah. Em cảm ơn thầy, biết ơn thầy lắm lắm. Này xinh đẹp quá. Này, cảm ơn chị. Thay đổi nhiều lắm chị, mấy ngày trước so với ngày hôm nay khác nhiều lắm. Dạ. Yeah. Tại vì bữa nay em học thay gương đổi cốt á thầy, em squat mấy cái lần đầu tiên em squat được có 10 cái à. Em nói chắc là sao mình squat mỏi quá chịu không nổi, mà qua ngày hôm sau á em đi em muốn lết luôn, đi không nổi. Vậy mà hôm nay hồi tối em squat được 110 cái luôn á thầy. Còn dạ này qua ngày mai cái 1000 cái, qua ngày mốt cái 10000 cái. Dạ. Là vô mentor. Ai chúc mừng chị hen. Dạ em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Kiến tạo lại cuộc sống mới á. Có thể chuyển cho con được một cái nữa. Trong tất cả những cái có thể để lại. Các anh chị mình còn có thể trao đi một cái này tuyệt quý nữa các anh chị. Nhưng mà đầu tiên mình phải có một cái nhận thức về hiện thực của mình, có nghĩa là mình biết được những cái những gì mình đang có ngày hôm nay do đâu nó tạo ra. Đến thời điểm này hôm nay là buổi thứ mấy ta, buổi thứ 10 hả, buổi thứ 10 hả các anh chị, buổi thứ 10 thì có phải là chúng ta đã đi tìm về cội nguồn của mình đúng không ạ? Chúng ta đã nhận thức về cội nguồn cuộc sống của mình theo một cái góc nhìn của đạo của khoa học và góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng. Thì còn một cái nữa, chúng ta còn một điều nữa chúng ta nhận thức được thì chính thức chúng ta sẽ kiến tạo lại được nhân tố của mình các anh chị. Chính thức là chúng ta kiến tạo lại được cuộc đời của mình, và đó là một niềm hy vọng rất lớn cho những thế hệ trước và thế hệ sau của chúng ta. Tại vì khi mình mà kiến tạo lại được, mình có nhận thức, mình có hiện thực, mình mới chuyển cái đó, chuyển hiện thực đó cho con người, chuyển cho con mình. Thay vì chỉ có thể, thay vì mình bên cạnh việc là mình hỗ trợ cho con về phần năng lực, mình còn có thể thắp sáng cho con, hiện thực cho con về phần về trí tuệ và những hiện thực rất đặc biệt mà mình hoàn toàn có thể chuyển cho con. Và rất là nhiều con, tại vì con của bạn mình cũng là con mình. Sau này, về sau này nó sẽ như vậy. Thì thế hệ sau sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ ngày chúng ta có một cái nhận thức được về nhân của mình. Cái nhân tốt của mình thật sự nó kiến tạo từ đâu. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hen các anh chị. Có cảnh của chị Hoàng An hỗ trợ cho chúng ta luôn, là chúng ta sẽ qua một cái chủ đề này luôn. Chủ đề mới hen các anh chị. Anh Tài, anh giơ tay là anh chia sẻ ha anh Tài. Chia sẻ chủ đề nguyên lý hoạt động của tiềm thức ha anh Tài. Chắc em xin phép anh đang ngay cái mạch này, cho phép em qua luôn hen anh Tài. Qua luôn chủ đề sắp tới đây. Sau đó có thời gian nữa, sau đó đó, hoặc là ngày mai em mời anh chia sẻ ha. Hoặc là các thầy cô sẽ hỗ trợ để giao lưu thêm hen anh. Dạ, biết ơn anh ạ. Đây các anh chị, đó là chúng ta nhận thức lại về hiện thực của mình có ngày hôm nay. Hiện thực, những hiện thực của chúng ta đang có ngày hôm nay theo cả nhà thì được tạo nên từ đâu ạ? Hiện thực của mình đang có ngày hôm nay, việc mình biết được hiện thực của mình tạo từ đâu,
kể cả những cái hiện thực tốt đẹp lẫn những cái không chưa có được thuận lợi. Nếu chúng ta nhận thức được, biết được một điều, hiện thực của mình, hiện thực không như ý tạo từ đâu, thì có phải mình biết nó tạo từ đâu thì mình đổi cái nhân nó đi thì nó ra cái quả hiện thực mới không ạ? Nếu mình biết mình đã vô tình làm cái gì đó mà nó ra cái hiện thực không như ý ngày hôm nay, thì nếu mình biết được hiện thực nó tạo từ đâu thì mình đổi nhân đó thì đổi quả. Và nếu như những hiện thực của mình đang có ngày hôm nay là hiện thực tốt, ví dụ hiện thực về tài chính tốt, hiện thực về sức khỏe tốt, hiện thực về hạnh phúc, nếu mình biết được hiện thực hạnh phúc, cái hiện thực đó nó tạo từ đâu, thì chúng ta tiếp tục làm cái nhân đó. Biết nó tạo từ đâu là hiểu, là nhận thức được nhân của hiện thực tạo từ đâu á, mình tiếp tục bồi cái nhân đó lên, kích hoạt nó lên, thì càng ngày tương lai càng ngày càng có hạnh phúc hơn. Vậy thì hiện thực của mình, những gì mình đang có ngày hôm nay, hiện thực của chúng ta ngày hôm nay được tạo từ đâu ạ? Theo các anh chị, tạo từ nhân trong quá khứ là chắc chắn là nhân, nhưng do chữ nhân nó không rõ, chữ nhân nó không có rõ nên mình phải tìm hiểu coi nhân nó cụ thể là gì. Hiện thực từ mình thì hiện thực phải từ mình này. Hiện thực từ mình, nhưng từ cái gì của mình? Theo góc khoa học thì hiện thực của chúng ta tạo từ những hình ảnh trong đầu mình, trong tâm trí mình, đúng. Nhưng bây giờ còn một góc nhìn khác nữa, theo các anh chị thử nghĩ ngoài nó thử coi, hiện thực của mình nó còn tạo từ đâu nữa không? Lấy một cái ví dụ này chúng ta sẽ đơn giản để hiểu hơn ha. Thì anh xin phép lấy một cái ví dụ về một cái vật chất trước để cho chúng ta nhận biết, sau đó mình mới đem qua con người mình thì chúng ta sẽ thấu suốt ha các anh chị. Chúng ta sẽ thấu suốt và có nhận thức về nó ha. Đó là một cái vật nào đó, thay vì nói hiện thực của mình thì giờ mình đang nó mơ hồ quá, mình nghĩ hiện thực của mình thì không biết là nhân là gì, rồi là tạo từ sâu bên trong của mình là từ đâu. Thôi bây giờ mình đổi một qua một cái này đi, đó là hiện thực là những cái hiện tại nè, đang có hiện tại trước mắt của mình đây. Bất cứ một cái đồ vật nào cũng được gọi là một hiện thực không ạ? Một cái vật chất đang tồn tại ở đây được gọi là một hiện thực. Vậy thì nó tạo từ đâu? Nếu biết nó tạo từ đâu thì mình đem cái đó lát nữa đem qua cái là chúng ta sẽ hiểu liền ha. Hiện thực tạo từ đâu? Hiện thực của chúng ta tạo từ đâu đây? Các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta một điều rất là đơn giản các anh chị. Nhật Anh sẽ lý giải cho các anh chị thêm bài hàng. Nhật Anh xin phép mượn lời của cao nhân để hỗ trợ cho cả nhà. Đó là cao nhân chỉ điểm lại hiện thực á, nó tạo từ thông tin, năng lượng và vật chất. Bất cứ một hiện thực nào nó cũng có những cái nó mang theo á, là nó có biểu hiện ra vật chất nè. Nó có thông tin và nó có năng lượng. Hiện thực rất là đơn giản thôi, như thế này các anh chị. Một cái vật chất nào đó, một cái đồ vật, thì hiện thực, đầu tiên nói vậy đi, hiện thực có nghĩa là những gì đang trong thực tại của mình, trong hiện tại của chúng ta, đang hiện nay mình đang có nè. Ví dụ như cái bút này cũng là một hiện thực, sức khỏe của mình là một dạng hiện thực, tài chính mình đang có là một dạng hiện thực, đồ vật mình đang có là một dạng hiện thực. Vậy thì bất cứ một cái gì trên thế giới này nó cũng gọi là hiện thực.
Vậy thì nó được tạo nên đó, các cao nhân chỉ điểm cho mình, nó tạo nên từ thông tin, năng lượng với vật chất. Đấy, ví dụ như thế này, ví dụ như trên tay các anh chị hình dung giúp Nhật Anh ha, trên tay Nhật Anh có một cái cục vàng đây, cục vàng, giờ chỉ có cái nhẫn vàng thôi, nhưng các anh chị giả bộ hình dung giúp Nhật Anh ha, có cục vàng ở đây. Vậy thì theo chúng ta, cục vàng này nó có biểu hiện vật chất không ạ? Nó có một những cái biểu hiện vật chất riêng của vàng không? Có phải nó có màu vàng, nó có màu sắc và nó có độ bóng, độ ánh ra và nặng bao nhiêu cân ra, thì đó là những cái biểu hiện vật chất ở ngoài của nó. Rồi, nó có năng lượng không? Theo các anh chị, nó có năng lượng, đo đạt ra có năng lượng hết. Và nó có thông tin không? Thông tin có nghĩa là sao? Thông tin của vàng là do sự sắp xếp các phân tử của vàng á, sự sắp xếp cấu trúc của nó, sắp xếp theo thứ tự đó, tầng lớp như vậy thì nó mới tạo ra kết cấu đó sâu chuỗi với nhau. Thì người ta nhìn vô, lấy cái kiến người ta, có những khoa học người ta nhìn vô sâu thì người ta mới phân tích ra, thì thấy do có những kết cấu thông tin bên trong mang theo thông tin, có năng lượng và biểu hiện vật chất, thì nó tạo nên hiện thực của một cái cục vàng. Được không ạ? Vàng, có thông tin của vàng, năng lượng của vàng và vật chất của vàng, biểu hiện vật chất. Rồi, vậy thì một cục chì, một cái cục chì, đây thì không thấy có cục chì, nhưng cũng hình dung giả bộ hang các anh chị, có cục chì. Vậy thì cục chì nó cũng có thông tin, nó cũng có vật chất, biểu hiện vật chất của chì không? Có phải nó có màu sắc khác không ạ? Màu sắc riêng của chì, rồi trọng lượng riêng của chị, thông số riêng của chị, tất cả những cái bộc lộ ra bên ngoài của nó, thậm chí là nó cũng có mùi nữa, cái mùi riêng nữa. Vậy thì chị nó có biểu hiện vật chất riêng, nó có năng lượng, nó mang theo năng lượng và nó cũng có thông tin không ạ? À? Các anh chị, chị cũng có thông tin riêng, năng lượng riêng, vật chất riêng. Vậy thì nói chung lại, cái gì có thông tin đã là một hiện thực thì nó sẽ bao hàm thông tin, năng lượng với vật chất. Các anh chị nắm tới đây ạ. Một hiện thực thì bao gồm thông tin, năng lượng với vật chất. Cục vàng á, hiện thực của vàng thì có thông tin của vàng nè. Cục vàng nó có thông tin riêng, năng lượng riêng, vật chất riêng. Cục chì cũng có thông tin riêng của chì, năng lượng riêng của chì, vật chất riêng của chì. Thì vàng với chì là hai hiện thực khác nhau. Tại vì mình nhìn thấy vàng khác với chì là biểu hiện vật chất của vàng khác với biểu hiện vật chất của chì. Năng lượng của vàng khác với năng lượng của chì. Thông tin của vàng khác với thông tin của chì. Thì sự khác nhau đó cho ra thông tin, năng lượng, vật chất riêng, cho ra hai hiện thực khác nhau. Vậy thì một người, theo các anh chị, một người khỏe mạnh cũng được gọi là họ có hiện thực không ạ? À? Họ có hiện thực về sự khỏe mạnh. Vậy thì người khỏe mạnh họ có biểu hiện vật chất của người khỏe mạnh không các anh chị? Có, một người khỏe mạnh họ bộc lộ ra tướng đi, tướng đứng của họ, phong thái của họ phát ra. Cái cách đi đứng mình nhìn vô thì mình thấy người này khỏe, do họ có biểu hiện vật chất của người khỏe mạnh. Và họ có mang người khỏe mạnh, năng lượng của người khỏe mạnh, họ có năng lượng. Và thông tin của họ, họ cũng có sở hữu những quan niệm nào trong đầu của họ, có những suy nghĩ, có những thông tin nào nó quyết định hiện thực ở ngoài của họ. Vậy thì một người khỏe mạnh đó, là do họ có thông tin, năng lượng, vật chất thì tạo ra hiện thực đó. Rồi, thử so sánh cái là mình thấy liền giữa một người khỏe mạnh với một người bị bệnh, bệnh tật. Bệnh tật với khỏe mạnh, người khỏe mạnh có phải là biểu hiện vật chất của người khỏe mạnh khác với biểu hiện vật chất của người bệnh tật không? Theo các anh chị, hai người này biểu hiện khác nhau, năng lượng của họ khác nhau, năng lượng của họ khác nhau và thông tin của họ chứa khác nhau luôn. Giữa một người hạnh phúc với một người đau khổ, họ cũng có biểu hiện vật chất khác nhau không? Họ có năng lượng khác nhau và họ có thông tin khác nhau. Người hạnh phúc họ lưu trữ khu trú, mà họ lưu trữ nha, họ lưu trữ một lượng thông tin nào đó mà làm cho họ
có năng lượng của hạnh phúc và họ có biểu hiện ra bên ngoài, cách nói chuyện của họ, cách thể hiện của họ, mọi cái trong cuộc sống của họ họ bộc lộ ra ngoài là theo hướng hạnh phúc hết. Còn người đau khổ thì khác, họ có thông tin khác, năng lượng theo hướng làm cho người đó có năng lượng nhìn vô người đó thì biết người này chưa có thực sự hạnh phúc, và biểu hiện vật chất cũng khác luôn. Vậy thì người đau khổ với lại người hạnh phúc có hiện thực khác nhau là tại vì do sao? Thông tin họ khác nhau, năng lượng họ khác nhau và vật chất biểu hiện ra ngoài khác nhau, nên là hiện thực họ khác nhau. Giữa một người an vui với người lo lắng cũng như vậy không các anh chị? Khác nhau, người an vui với người lo lắng. Người an vui có thông tin của người an vui, năng lượng của người an vui, biểu hiện ra của người an vui khác với lại cái biểu hiện của người lo lắng, năng lượng của người lo lắng khác và thông tin họ chứa khác. Vậy thì hiện thực được tạo nên từ thông tin, năng lượng, vật chất. Rồi, vậy thì cục chị, cục bạn liên quan gì ở đây? Các anh chị với bạn, chị á, có thông tin của chị, năng lượng của chị, vật chất của chị. Vàng có thông tin của vàng, năng lượng của vàng, vật chất của vàng. Hai cái này nhìn thấy hiện thực khác nhau. Theo các anh chị, có cách nào để có thể chuyển chị, biến chị thành vàng không? Theo các anh chị, theo cả nhà, có thể nào đó, làm cách nào đó mà biến chị thành vàng không? Chị biến thành vàng, chị biến thành vàng. Nghe thì có vẻ như không thể, nhưng thực chất những nhà khoa học họ đã có những nghiên cứu đó các anh chị. Họ cho chúng ta một cái nghiên cứu và kết luận như vậy, đó là chị có khả năng đổi thành vàng được. Họ đã làm gì? Họ đã bắn phá kết cấu electron của cục chì đó. Cục chì đây họ bắn, họ dùng một số loại máy chuyên dụng, họ bắn phá kết cấu electron đó, phân tách ra hết. Sau đó họ sắp xếp lại kết cấu đó, chuyển thông tin của chì á, sắp xếp lại thành thông tin của bạn. Thì phát hiện ra năng lượng của chì chuyển dịch thành năng lượng của bạn. Và biểu hiện ra bên ngoài, màu sắc của nó, mọi cái thông số của nó, của chì chuyển thành bạn. Anh chị có thể lên mạng tìm thông tin đó, có thông tin đó. Thì họ đổi, nhà khoa học họ đã chứng minh được chị có thể biến thành vàng bằng cách là thay đổi thông tin của chị, thay đổi năng lượng của chị, thay đổi vật chất của chị thành thông tin của vàng, năng lượng của vàng, vật chất của vàng. Thì chị biến thành vàng. Nhưng do nếu vậy thì chị mà biến thành vàng được, vậy tại sao không biến chị hết thành vàng đi? Tại sao không biến hết chị thế giới này đổi thành vàng hết? Đó là tại vì chi phí mà để làm từ chì qua vàng á, nó hao tốn quá, nó hao tốn quá nhiều, nên con người ta chỉ có nghiên cứu vậy thôi, chỉ để biết coi vật chất có khả năng thay đổi không, chứ không phải là để thương mại nó, không phải là để dùng cái đó là để biến hết chì thành vàng. Người ta dùng số tiền đó người ta đi tìm vàng nó ngon hơn. Nhưng mà nhà khoa học họ đã cho chúng ta một kết luận đó, đó là chì đổi thành vàng được các anh chị. Vậy thì một cục chì mà đổi thành vàng, ồ, tưởng chừng như không có gì hết, nhưng mà thấy hay vậy thôi, nhưng thật ra rất là hay các anh chị. Các nhà khoa học cho chúng ta một cái hy vọng rất lớn, cho chúng ta một hy vọng rất lớn, đó là nếu chì mà đổi thành vàng được, khi mà chì đã đổi thành vàng được rồi, vậy thì giữa một người thất bại có khả năng trở thành người thành công không? Giữa một người đau khổ có khả năng biến chuyển thành người an vui không? Thành người hạnh phúc không? Một người đang lo lắng, u sầu, hoàn toàn có khả năng trở thành một người an vui không? Giữa một người bệnh tật, hoàn toàn đang mang trong mình rất là nhiều cái bệnh, hoàn toàn có khả năng chuyển hiện thực đó thành trở thành một người khỏe mạnh. Tại vì chị, cục chị đó mà còn chuyển thành cục vàng được, thay đổi thông tin thôi, thay đổi thông tin của chị thành thông tin của vàng, thay đổi năng lượng của chị thành năng lượng của vàng, thay đổi vật chất của chị thành vật chất của bạn, đổi một cái thì chị biến thành bạn. Vậy thì chỉ cần thay đổi thông tin của một người nè, một người đang đau khổ,
cho họ biết thông tin của người hạnh phúc ra sao, cho họ sở hữu thông tin đó, thay đổi nguồn năng lượng, cho họ thay đổi cái nguồn năng, họ cái người đó họ thay đổi nguồn năng lượng từ đau khổ chuyển qua năng lượng của hạnh phúc. Và biểu hiện vật chất của người hạnh phúc là kiểu sao, họ nhìn thấy điều đó và họ đổi biểu hiện vật chất từ một người đau khổ họ chuyển qua người hạnh phúc, thì sao, thì người đau khổ chuyển hoàn toàn qua hạnh phúc trong quá trình thạc sĩ hạnh phúc. Thì thạc sĩ hạnh phúc là chương trình nghiên cứu khoa học của hạnh phúc và đạo lý của hạnh phúc, và có rất nhiều cái góc nhìn nữa, góc nhìn của niềm tin tôn giáo nữa. Thì trong đó Nhật Anh đã chứng kiến rất là nhiều những người đau khổ họ chuyển dịch qua trở thành người hạnh phúc chỉ một cách rất đơn giản thôi. Họ thay đổi được thông tin của người hạnh phúc là kiếm sao, họ chuyển nó vô người những cao nhân, họ chỉ điểm cái những người đó họ học, cái họ có nghĩa là những nghiên cứu đó nha. Trong đó đó họ chuyển vô người họ, họ thay đổi thông tin, họ đổi quan niệm. Tại vì người đau khổ đơn giản lắm, chỉ cần mưu cầu người ta thôi, mưu cầu người ta thay đổi thôi là nhức đầu liền. Đừng có muốn người ta thay đổi là tự nhiên hạnh phúc à. Giảm kỳ vọng xuống, đừng có mưu cầu quá, tham tưởng mình dừng lại một tí thì tự nhiên bớt kỳ vọng, cái bớt mưu cầu bên ngoài một cái, tự nhiên có hạnh phúc à, hài lòng là hạnh phúc. Thì trong đó các cao nhân chỉ điểm vậy đó, thì quan sát thấy ha, họ thay đổi thông tin, những người trong nghiên cứu họ đổi thông tin trở thành thông tin của người hạnh phúc nè, nguồn năng lượng của họ ngay tức khắc chuyển thành năng lượng của hạnh phúc, và ngày qua ngày họ sống trong nguồn năng lượng đó. Thì biểu hiện ra ngoài từ cách họ nói chuyện với con người, cho tới cách họ chọn đồ ăn, cho tới cách họ lấy xe đạp, họ đạp đi chơi thay vì ở nhà ủ rũ, thì bây giờ họ mở cửa ra, mở cửa sổ ra thấy khung trời tươi quá. Tại vì biểu hiện vật chất thay đổi mà, cái tắm rửa hết, cái bước ra ngoài đi dạo chơi, họ đổi vật chất, ví dụ như vậy đó. Có rất là nhiều biểu hiện vật chất, nhưng do trong nghiên cứu đó thì phát hiện ra họ đã làm như vậy. Từng một tình huống họ làm khác nhau, nhưng chung quy lại đó là đổi thông tin, đổi năng lượng, đổi vật chất thì hiện thực đổi. Một người đang bệnh tật, cho họ thông tin của người khỏe mạnh, cho họ đổi nguồn năng lượng từ bệnh tật chuyển qua thành năng lượng của người khỏe mạnh. Biểu hiện vật chất của người khỏe mạnh là sao? Họ thay đổi, những người bệnh tật họ đổi qua hướng đó, thì hiện thực của người đau, của người bệnh tật á, chuyển dịch hết qua thành người khỏe mạnh. Một người đang lo lắng nhức đầu, chỉ cần đổi một số thông tin, năng lượng đổi liền và vật chất biến đổi liền. Nên là hiện thực của con người thay đổi, hiện thực đổi được các anh chị. Hiện thực của chúng ta á, trả lời cho cái câu nghi vấn, đại nghi vấn ban đầu, hiện thực của mình tạo từ đâu? Đó là hiện thực của mình tạo nên từ những thông tin, năng lượng vật chất mà mình đang có các anh chị. Hiện thực mà chúng ta đang có hiện nay tạo nên từ những thông tin, năng lượng vật chất của mình. Những bất cứ hiện nào, hiện thực về sức khỏe, hiện thực về tài chánh. Hiện thực tài chánh hiện nay là do mình đang có thông tin gì về tài chánh. Nhắc tới tài chánh mình có nguồn năng lượng gì. Và mình hàng ngày á, mình biểu hiện như thế nào. Nhắc tới tài chánh mình làm gì, kế hoạch xài tiền của mình kiểu sao. Ồ, kế hoạch xài tiền kiểu sao. Quan niệm về tiền là thuộc thông tin. Năng lượng về tiền là một dạng tâm thái, trạng thái nội tâm của mình khi nghĩ tính tiền. Mà thấy âm, thấy nợ tới nơi chưa có tiền trả. Ồ, điện từ nó âm thì năng lượng đó quyết định hiện thực đó theo cái chiều hướng đó. Nhưng nếu có quan niệm chuẩn, có thông tin về tài chánh theo chiều hướng có lợi, nguồn năng lượng cân bằng và hướng dương, nguồn năng lượng về tài chánh theo cái hướng đó và biểu hiện vật chất của tài chánh, của hiện thực tài chánh của mình, thì ba cái đó nó đang quyết định hiện thực tài chánh của chúng ta. Ngày hôm nay mình đang có thông tin gì về hôn nhân gia đình, năng lượng gì, nhắc tới hôn nhân gia đình có năng lượng gì, và mình đang làm cái gì hàng ngày. Biểu hiện vật chất là những hành vi của mình đó, những gì mình đang làm hàng ngày hiện nay bộc lộ ra vật chất, những lời nói của mình, hành động của mình, cư xử của mình kiểu sao, gọi là gì, ăn ở kiểu sao,
thì nó đang quyết định hiện thực của mình. Nên con người, hiện thực của chúng ta tạo nên từ thông tin, năng lượng, vật chất mà mình đang có. Anh chị nắm bắt tới đây ạ. Các anh chị nắm bắt tới đây ha. Nên chỉ cần thay đổi thông tin, đổi năng lượng thì vật chất đổi theo thì nó hóa thành hiện thực, sanh hóa theo hướng mới. Nên lúc nãy chị Thu Hiền có hỏi là làm sao giữ được nguồn năng lượng của an vui và trân trọng biết ơn và bao dung. Tại không thôi nó bị chập chờn. Nó chập chờn năng lượng mà. Năng lượng nó đâu cố định đâu, lên xuống. Chị thì muốn cố định thì đừng cố định nó, cố định thông tin. Cố định được thông tin về an vui thì có năng lượng của an vui và có biểu hiện vật chất của an vui, kiểu sao làm được. Cố định được thông tin của trân trọng biết ơn thì có năng giữ được nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn và biết cách bộc lộ sự trân trọng biết ơn. Có được thông tin của bao dung thì có được năng lượng của bao dung và biết cách bộc lộ sự bao dung, kiểu sao. Đó là sự vi diệu của hiện thực, tạm giá hiện thực. Chỉ thức này cho mình biết được á, hiện thực của mình nó tạo nên từ thông tin, năng lượng, vật chất của mình. Được ha. Sâu thêm một cái nữa. Vậy thì con người của mình nè, con người của mình có thông tin, có năng lượng với vật chất. Vật chất của mình là những bộc lộ ra ngoài của mình. Năng lượng là một trạng thái của mình. Vậy thì thông tin của mình là gì đây? Thông tin của mình là sao đây? Nếu muốn cố định thông tin thì phải biết thông tin là gì. Thông tin như thế nào? Thông tin của mình là gì? Những gì trong đầu của mình là thông tin là đó. Nhưng mà nó là gì? Đó là những gì á các anh chị, những gì mình biết, những gì mình tin và những gì mình hiểu. Những gì mình biết, mình tin, mình hiểu đại diện cho thông tin của mình. Và nó cũng quyết định hiện thực của mình luôn. Nó cũng quyết định hiện thực của mình luôn. Ví dụ, mình biết như thế nào về hôn nhân gia đình hiện nay, tin như thế nào về hôn nhân gia đình, hiểu như thế nào hôn nhân gia đình, quyết định hiện thực về hôn nhân của mình. Có một số người nhắc đến hôn nhân, họ nói có một cái biết, đó là hôn nhân á, lúc đầu đẹp nhưng lúc sau thì như tù ngục. Ví dụ nha, ví dụ thôi. Biết như vậy, và nếu họ có niềm tin như vậy luôn, và họ rất là hiểu điều đó luôn, tại vì họ trải qua họ rất là hiểu, thì đang quyết hiện thực của họ đang theo hướng đó. Không có khái niệm đúng sai, chỉ có là hiện thực đó, biết tin hiểu gì cho ra hiện thực đó thôi. Rồi hiện thực đó có là hiện thực mình muốn không thôi. Nếu mà không muốn thì mình đổi hiện thực đi, đổi biết, đổi tin, đổi hiểu, đổi cái biết, đổi cái tin, đổi cái hiểu, thì hiện thực thay đổi. Có số người họ thấy á, nhắc tới vợ của họ, họ thấy vợ là quý nhân của mình. Vợ là một người quý nhân của mình. Vậy thì người nào có cái biết đó và tin điều đó và hiểu điều đó nữa, tại vì những gì trải qua họ rất hiểu là vợ thật sự là quý nhân của mình, họ tin như vậy và họ biết như vậy, thì đang họ có một hiện thực trong hôn nhân, đó là họ có hiện thực về vợ của họ, là vợ là quý nhân của họ, thì mối quan hệ hôn nhân đó có khả năng theo chiều hướng tốt không ạ? Có khả năng. Ồ, họ biết tin hiểu kiểu sao là cho ra hiện thực đó. Nếu nhắc đến con, họ có một số người thấy nhắc đến con là thấy con là thần tài, có nghĩa là con mà có xuất hiện của con là tự nhiên những gì mình đang có và những gì mình mong muốn bội tăng lên. Từ ngày xuất hiện của con là bội tăng những gì mong muốn lên. Từ ngày có con cái trưởng thành lên. Có số người có con cái trưởng thành thì họ biết điều đó
họ tin và họ hiểu nữa, thì hiện thực của họ đang theo hướng đó. Các anh chị nắm ý này ngon không? Rồi, vậy hiện nay chúng ta đang biết gì về sức khỏe của mình? Nhắc đến sức khỏe, các anh chị có cái biết gì về sức khỏe? Có nghĩa là mình đang biết gì về sức khỏe? Các anh chị có niềm tin cái trạng thái của mình á, tin như thế nào về sức khỏe? Có tin mình khỏe không? Hay là cái trạng thái của mình nhắc đến sức khỏe, trạng thái của mình ngay và liền, các anh chị cảm nhận ra sao? Ngay và liền luôn, nhắc đến sức khỏe. Nếu các anh chị cảm thấy rất khỏe mạnh, phơi phới ha, sảng khoái phơi phới, thì đó là đại diện cho cái tin của mình đó. Và các anh chị thấy rất là đơn giản để có sức khỏe tốt. Chỉ cần sức khỏe, bữa các anh chị, bữa mình học rồi đúng không các anh chị? Bữa mình học rồi, sức khỏe tinh thần thể chất với xã hội á. Ồ, hôm bữa đó, bữa thầy cho chúng ta nhận thức về sức khỏe đó. Sức khỏe nè, tinh thần thể chất với xã hội. Tinh thần cần an vui bao dung trân trọng biết ơn. Xã hội thì mối quan hệ xã hội làm sao ạ? Quý mến tin tưởng với thân thiết. Còn cái thể chất thì có sức mạnh, sức bền, dẻo dai thăng bằng tốc độ. Rồi, các anh chị hiểu cách làm sức mạnh kiểu làm kiểu sao, sức bền kiểu sao làm được cái đó. Mấy ngày tới nè, tại vì nói trước hiện thực đó thôi, nói trước cái nhận thức đó, có nhận thức rồi, những ngày còn lại làm rõ. Thì chúng ta hiểu như thế nào về sức khỏe? Tin có trạng thái, nhắc tới tin của mình ghi nhắc về sức khỏe, mình tin là mình khỏe. Cảm thụ á, tin là một trạng thái, mình tin như vậy mà mình cảm thụ được mình khỏe, mình biết như vậy nữa. Thì hiện thực sức khỏe của mình đang theo những gì mình biết, mình tin, mình hiểu. Được không? Nhắc đến tài chánh, chúng ta có cái biết gì, cái tin gì, cái hiểu gì, thì đang quyết định hiện thực tài chánh của chúng ta. Vậy thì chúng ta đang biết gì về hạnh phúc, tin như thế nào về hạnh phúc, hiểu như thế nào về hạnh phúc, quyết định hiện thực hạnh phúc của mình. Nên là hiện thực của mình tạo nên từ những cái gì mình biết, mình tin và mình hiểu. Thì cái đó đó các anh chị, các chuyên gia và các cao nhân đã chỉ điểm cho mình, nó gọi là những khái niệm nguồn của chúng ta. Những khái niệm nguồn. Khái niệm nguồn là những là khái niệm bao hàm biết, tin với hiểu. Khái niệm nguồn là khái niệm bao gồm bao hàm biết, tin với hiểu. Có nghĩa là một khái niệm được xem là khái niệm nguồn thì nó có cả biết, cả tin lẫn hiểu vào đó, thì được gọi là khái niệm nguồn. Mình đã nói vợ chồng với các anh chị, biết về vợ như thế nào, tin về vợ như thế nào, hiểu về vợ như thế nào, được coi là có khái niệm nguồn về người vợ. Rồi, khái niệm nguồn về chồng, khái niệm nguồn về con, khái niệm nguồn gia đình, những khái niệm nguồn về tài chánh mình đang có ngày hôm nay, đang quyết định hiện thực tài chánh của mình. Khái niệm nguồn sức khỏe, quyết định hiện thực sức khỏe. Nhân anh xin phép nói lại ha. Khái niệm nguồn là khái niệm bao gồm biết, tin với hiểu. Khái niệm nguồn là khái niệm bao gồm biết, tin với hiểu. Khái niệm nguồn là khái niệm bao gồm cả biết, tin và hiểu. Biết, tin và hiểu, cả ba cái đó thì được gọi là có khái niệm nguồn về nó. Vậy thì mình đang khái niệm nguồn hiện đại đang quyết định hiện thực của mình. Tại vì sao? Tại vì khái niệm nguồn là biết, tin và hiểu mà. Nên biết, tin, hiểu đang quyết định hiện thực. Nên khái niệm nguồn á, nó đang chi phối hiện thực của mình hiện nay.
những khái niệm sâu sắc trong đầu của mình, bám rễ sâu trong 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 đầu của mình về những gì trong cuộc sống hiện tại, khái niệm nguồn về tài chính, quyết định hiện thực tài chính, khái niệm nguồn về sức khỏe, quyết định hiện thực sức khỏe, khái niệm nguồn như thế nào về thân thể của mình, quyết định hiện thực về thân mình, khái niệm nguồn về hướng đi trong cuộc đời mình, mình biết như thế nào về con đường đi của mình, mình tin không và mình hiểu cách đi không? Nếu có thì mình đang có khái niệm nguồn, thì hiện thực á, mình đang rất tự tin bước đi. Còn nếu chưa cảm nhận còn phải làm rõ hơn, có nghĩa là cái biết chỗ này chưa biết rõ nè, chưa rõ biết, nên là dẫn đến tin cũng một phần và cái hiểu cũng chưa rõ nét, thì dẫn đến khái niệm nguồn đó chưa hẳn là khái niệm nguồn, chưa gọi được gọi là khái niệm nguồn về cái chí hướng cuộc sống, định hướng. Cho nên là nếu qua thời gian chúng ta đang trong quá trình mà học tập với các anh chị, học thay đổi nhận thức, thì lúc đó mình cũng có cái biết của mình, cái tin của mình thay đổi và cái hiểu của mình cũng đổi, thì dẫn tới mình đang phát triển khái niệm nguồn. Làm sao để thay đổi khái niệm nguồn hả? Đó là đổi cái biết, đổi cái tin và đổi cái hiểu, là đổi khái niệm nguồn. Nếu trong niềm tin của mình về người chồng có nhiều tính không trung thực hay nói dối, vậy thì có nghĩa là mình đang biết về ổng như vậy và mình tin như vậy, hiểu như vậy nữa, tại vì thấy thực tế đúng như vậy luôn, thì lúc đó hiện thực của mình đang theo hướng đó luôn. Nếu vậy thì phải đổi cái biết về chồng, tại vì kêu tin chồng theo hướng khác đi, có khả năng chưa tin được, nhưng các anh chị đổi cái biết thì đổi được. Những ngày tới, những học phần tới á, những học phần về bao dung an vui, bao dung trân trọng biết ơn, và những học phần về nhận thức con người sắp tới đây nè, thì những học phần đó đó, các anh chị đổi được cái biết về con người thì tự nhiên khái niệm nguồn mình đổi. Những chị Nguyệt hỏi câu tin tưởng á, những ngày tới, những ngày tới học tiếp vậy sẽ giải được hay anh chị? Tại vì câu trả lời nó nằm trong những ngày tới đó. Ngày hôm nay mình xác lập lại điều này thôi các anh chị. Đó là khái niệm nguồn á, là khái niệm bao gồm biết, tin với hiểu. Thì hiện thực của mình có ngày hôm nay đang được quyết định bởi những khái niệm nguồn. Khái niệm nguồn có lợi thì hiện thực tốt đẹp. Khái niệm nguồn bất lợi thì sao ạ? Thì sao các anh chị? Có phải hiện thực không như ý không? Khái niệm nguồn bất lợi mà. Biết tin hiểu theo chiều hướng bất lợi, ngược chiều mong muốn, thì hiện thực đó thuận không có thuận chiều được, nó ngược chiều mình muốn. Ồ, nếu vậy thì muốn có hiện thực tốt đẹp, con người chỉ cần sao? Đó là họ phát triển những khái niệm nguồn có lợi, thì hiện thực cuộc sống của họ sẽ rất ngon. Phát triển khái niệm nguồn về nội tâm, những khái niệm nguồn trong nội tâm, phát triển những khái niệm nguồn trong lĩnh vực sức khỏe. Hiện nay á, những gì mà con người hiện nay người ta để ý, các anh chị thấy, các anh chị muốn có muốn hiểu về hiện thực bệnh tật nào, lên mạng tìm có hết luôn. Và những khái niệm nguồn có lợi á, chưa có nhiều bằng những khái niệm nguồn bất lợi. Các anh chị lên mạng gõ một loại bệnh ra, ra rất là nhiều thông tin, rất là nhiều cái biết về nó, và tin như vậy và mình rất hiểu nữa, thì hiện thực con người theo cái hướng đó. Nếu muốn khỏe mạnh thì phải có cái biết như thế nào về khỏe mạnh, tin như thế nào khỏe mạnh, hiểu như thế nào khỏe mạnh, phát triển được khái niệm nguồn khỏe mạnh đó, con người mới có hiện thực khỏe mạnh. Có nhanh, nói nhanh quá không các anh chị? Chậm lại tí không? Nhưng cũng không chậm được. Nhưng nói lại thì được. Được ha, kịp ha các anh chị. Những khái niệm nguồn có lợi của mình, muốn có hiện tượng tốt đẹp, chúng ta phát triển khái niệm nguồn có lợi. Các anh chị có thể mở ngoặc ghi thêm có lợi nữa cũng được, thì nó tạo ra những hiện thực tốt đẹp cho mình.
những khái niệm nguồn của nguồn. Nhưng anh xin phép cho các anh chị thêm cái này nữa, những khái niệm nguồn của nguồn, nguồn của nguồn thì được gọi là hệ quy chiếu. Những khái niệm nguồn của nguồn được gọi là hệ quy chiếu. Nhưng anh xin phép sẽ diễn giải, hoặc là những tới đây các thầy cô sẽ diễn giải cho các anh chị hiểu hơn hệ quy chiếu ha, nhưng từng bước chúng ta sẽ thấu hiểu nó. Nhưng chỉ cần nắm trọng điểm nhất ở đây thôi các anh chị, hiện thực của chúng ta đang được tạo nên từ những khái niệm nguồn mà chúng ta đang có. Nên là nếu muốn phát triển những hiện thực tốt đẹp, cần muốn có những hiện thực tốt đẹp, chỉ cần phát triển khái niệm nguồn có lợi là được. Được ha. Rồi. Hiện thực con mình còn chi phối bởi ba góc nhìn nữa. Đạo lý nè, tôn giáo, tín ngưỡng. Và khoa học. Ba góc nhìn này cũng đang quyết định hiện thực cuộc đời mình. Nên khi chúng ta tìm về nhân tốt của mình, chúng ta đang luận dựa trên góc độ khoa học, thì nhân tốt là gì? Cái nhân là gì? Cái tôn giáo tín ngưỡng, theo góc nhìn tôn giáo tín ngưỡng thì nhân tốt là sao, và theo đạo lý thì nhân tốt là sao? Vậy thì theo góc nhìn đạo lý, hiện thực của chúng ta tạo nên từ những khái niệm nguồn. Hiện thực của chúng ta đang tạo nên từ những khái niệm nguồn ha. Đây, ba góc nhìn đạo lý, tôn giáo, tín ngưỡng và khoa học. Thì mình có nè, theo góc nhìn của khoa học thì mình đã luận về nhân con người mình á. Theo góc nhìn của công thức, hệ quy chiếu của công thức cội nguồn. Theo góc nhìn tôn giáo, tín ngưỡng thì mình có cấu trúc con người, hệ quy chiếu cấu trúc con người. Và theo góc nhìn đạo lý thì mình có hệ quy chiếu tam giác hiện thực. Mười giờ rồi hả? Chắc nghỉ quá. Này chắc mai nói hen các anh chị. Những ngày tới nói đi, để thư thả hơn, nói chỗ này tổng kết lại cũng được. Nhưng thôi, vậy thì Nhật Anh xin phép các anh chị chốt ở chỗ này thôi ha. Đó là hiện thực của chúng ta. Hiện thực của chúng ta tạo nên từ đâu? Tạo nên từ khái niệm nguồn. Những khái niệm nguồn mà chúng ta đang có ha. Hiện thực tốt đẹp, phát triển khái niệm nguồn có lợi thì cho ra hiện thực tốt đẹp. Ha. Hàng canh chị phát triển khái niệm nguồn có lợi cho ra hiện thực tốt đẹp. Vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể có một nhận thức như thế này, đó là theo góc nhìn của tam giác hiện thực, hệ quy chiếu tam giác hiện thực. Tại vì dựa trên hệ quy chiếu này cho ra rất là nhiều khái niệm nguồn khác. Thì trên tìm về nhân tốt của con người mình, làm sao để biết về cội nguồn của mình tạo từ đâu? Theo góc nhìn của khoa học thì nó tạo từ hình ảnh tâm trí của chúng ta. Theo góc nhìn của
tôn giáo tín ngưỡng thì tạo nên từ đâu ạ? Từ công đức phước đức của chúng ta. Còn theo góc nhìn tam giác hiện thực, theo góc nhìn của đạo lý, hệ quy chiếu tam giác hiện thực thì tạo nên cái nhân đó chính là khái niệm nguồn của chúng ta. Với mỗi một góc nhìn đó, với mỗi một góc nhìn tương ứng với lại một hệ quy chiếu. Hệ quy chiếu công thức cội nguồn cho chúng ta một cái nhân sâu sắc, đó là những hình ảnh trong tâm trí của chúng ta. Đây là nhân cấu trúc con người, thì cho mình biết được công đức phước đức nó đang ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mình. Nên muốn đổi đời thì hãy tích tạo công đức phước đức. Còn hệ quy chiếu tam giác hiện thực vừa mới xong, cho mình một hiểu biết, cho mình một nhận thức, đó là chính những khái niệm nguồn của chúng ta đang có đó, nó cho ra hiện thực kết quả cuộc sống của mình. Vậy thì ba cái này chính là ba nhân của con người mình. Muốn đổi quả, kiến tạo quả như ý, kiến tạo được nhân tốt, khái niệm nguồn, công đức phước đức với hình ảnh tâm trí, là các anh chị sẽ kiến tạo được nhân tốt. Nha. Thì vậy thôi đó, đơn giản vậy thôi. Tạm giác hiện thực rất là đơn giản, chỉ cần tóm lại cái phát triển khái niệm nguồn có lợi thì hiện thực tốt đẹp. Bắt đầu từ ngày mai, thầy và những thầy cô sẽ giúp đỡ cho các anh chị tiếp tục phát triển những khái niệm nguồn, những khái niệm nguồn trí tuệ, khái niệm nguồn tâm thái, những khái niệm nguồn an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn, và hàng loạt những khái niệm nguồn khác sẽ được thắp sáng lên trong những ngày còn lại. Thật ra bữa giờ chúng ta đã phát triển khái niệm nguồn phước đức nè, khái niệm nguồn công đức, khái niệm nguồn tổng nghiệp, khái niệm nguồn ánh sáng, khái niệm nguồn của hình ảnh. Tất cả những cái đó không nói thôi, nhưng thật ra chúng ta đã phát triển từ khái niệm nguồn trước đó đó các anh chị. Nên là hiện thực mình thay đổi đó. Nên là những ngày tới hàng loạt khái niệm nguồn có lợi sẽ được thắp sáng ha. Nhưng anh biết ơn các anh chị lắm lắm. Mỗi một lần được chia sẻ tam giác hiện thực, đó là một cái rất là may mắn cho Nhật Anh. Và Nhật Anh không biết nói gì hơn là biết ơn các anh chị. Rất là biết ơn thầy và biết ơn các anh chị đã cho Nhật Anh cơ hội được giao lưu với các anh chị buổi tối ngày hôm nay. Dạ, Nhật Anh xin hẹn gặp lại các anh chị vào một ngày khác. Biết ơn các anh chị lắm lắm và biết ơn thầy ạ. Nhật Anh xin phép là hôm nay chắc mình bye bye nhau ở đây ha. Nhật Anh mở mic cho các anh chị. Chúng ta có thể chào nhau. Biết ơn thầy ạ. Biết ơn thầy. Chào thầy ạ. Thầy và cả nhà. Biết ơn thầy và cả nhà. Biết ơn thầy và cả nhà. Biết ơn thầy.